Mày có chuyện gì nữa phải không? Không nhận bác ba hay thiệt á chứ. Hay hả? Dạ. Bác ba là hiểu rộng nè, rồi bác ba cập nhật tin tức nóng hổi, mà có cái tin tức gì là bác ba biết đầu tiên luôn. Bác ba phân tách cho người ta. Nên con qua đây con nhờ bác ba tư vấn cho con xíu. Ôi mày ơi, tao đâu có phải là bách khoa toàn thư đâu mà mày khen tao quá, lát cái lỗ mũi tao nở rồi nó tét rồi tao lấy gì tao thở mày. Cái vụ này thì con nghĩ là bác ba sẽ rành nè. Gì rành? Vụ nhà đất. Nhà đất hả? Dạ. Ồ, tưởng gì chứ nhà đất thì giờ vụ đó thì tao rành thiệt. Đó, bác ba tính coi là cái giá đất ở cái khu nhà mình á là nó giờ nó lên hay nó xuống, hay là nó lêu phêu, hay là nó như thế nào, bác ba chỉ cho con cái. Mình đi đất quê mà. Dạ. Mấy năm trước á thì đất nó đâu có lên gì đâu. Dạ. Nhưng mà giờ á mấy người trên thành phố họ hay về đây họ mua, rồi cái họ làm trang trại nghỉ dưỡng, rồi lâu lâu họ về họ nghỉ ngơi. Dạ. Cho nên giá đất nó có lên chút đỉnh, thấy không? Ủa, mà tính bán miếng đất mà hả? Dạ. Giờ bác ba nói con nghe. Dạ. Đất á muốn bán á thì mình coi vị trí. À, người ta nói nhất là cận thị. Dạ. Nhi á cận giang. Ba là cận lộ. À, con biết rồi. Nhất á là gần thành phố, gần chợ. À, gần chợ. Rồi nhì là gần sông. Ừ. Ba là gần cái đường lộ, là cái đường bự, đường lớn á. À. Là nhà con có đủ hết á. Vậy hả? Dạ, nhà con có đủ. Bác ba, nhà con có đủ vậy là khoảng nhiều tiền của ba ha. Nếu mà tính thời điểm mà bán hết miếng mày á thì tao nghĩ chừng 2 tỷ hơn. 2 tỷ hơn lận hả bác ba? Ừ. Trời ơi, vậy mà mấy bữa trước là có cái ông gì ở trên thành phố xuống. Rồi ổng ghé nhà con, ổng coi quá trời có đất luôn, rồi cuối cùng cái ổng định giá cho nhà con là tỷ hơn à, mà con đang còn nèo sao đựng tỷ rưỡi. Thôi vậy là lỗ quá bác ba ha. Chứ gọn gì nữa, tỷ rưỡi đừng có thèm bán. Dạ. Mày tốn tiền dữ lắm mà sao mày bán gấp quá. Dạ thì cũng tốn thiệt. Vụ gì mà mày tốn? Bán đất lý do gì nói nghe coi. Thì bác ba cũng biết rồi đó, là vợ chồng con cũng lo mừng ăn không à. Ừ. Rồi vợ con còn đi tăng ca, con cũng đi làm quá trời có đất. Chứ ừ. đâu có bậy bạ đâu bác ba. Ừ. Không có đề đó, không có làm gì hết trơn á. Là do ông Tiên á bác ba. Nó làm sao? Con của con á. Mà nó làm sao? Trời ơi. Nó. Mày kể tao nghe đi. Được rồi tao giúp. Dạ con của con nó. Nó không có. Nó. Thôi con kể luôn đi. Ừ. Nó là vậy nè. Mẹ ơi, con biết con yêu mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ. Trời sao nữa rồi sao nữa. Ủa, đã nói chuyện với ai vậy em? Em nói chuyện với chị hai. Ừ. À, dạ. Dạ rồi, dạ. Tôi xì ha. Anh, em có chuyện muốn bàn với anh nè. Ừ thì em cứ nói đi. Lúc nãy em nói chuyện với chị hai á, trời ơi, chị khoe bé Bảo Anh nhà chị hả, nói tiếng Anh lưu loát như gió luôn. Rồi giao tiếp á, với các thầy cô, trời ai cũng khen hết. Đúng là học trường quốc tế có khác luôn á anh. Trời ơi, bé thông minh mà giỏi giang. Anh! Gì? Tiên! Mẹ đang nói chuyện với ba mà sao con dở hoài vậy? Trời ơi, tự nhiên la con vậy em, đâu có gì đâu. Thì nói chuyện thì anh vẫn nghe mà, vụ gì? Gì mà gì? Anh coi đi, bé Tiên nhà mình á, nó chuẩn bị nó vào lớp 1 rồi đó. Thì vợ chồng mình cũng phải tính đến chuyện trường lớp cho con nhé. Ơi đâu mà vô trời tâm vô tư quá. Vô tâm cái gì thì cũng tính rồi, nói cho con học ở trường gần nhà mình là được rồi. Trời ơi sao được? Con của chị hai, chị ba, đứa nào cũng đi học trường quốc tế hết. Em thấy học trường quốc tế có rất nhiều cái hay nè. Trời ơi, con tiếp xúc được với môi trường quốc tế sớm nha. Rồi ngoại ngữ thì lưu loát. Trời ơi, tương lai sau này hả, sáng sủa rực rỡ. Vậy là phải cho con đi học trường quốc tế rồi đó. Đúng không? Nó theo cái gọi là cái gì ta? Cái lộ trình là bây giờ là con là phải đi học trường quốc tế trước. Chính xác. Là để cho con biết tiếng Anh. Đó, đúng không? Trời ơi, em ơi, anh nhớ rồi. Làm khi mà con biết tiếng Anh rồi là con kiếm việc làm nó dễ dàng lắm. Đúng rồi, lương tính mình đô luôn đó. Đúng rồi, tương lai tươi sáng lắm em ơi. Đó. Trời. Ủa? Sao vậy? Đang vui mà tự nhiên khựng lại trời. Em ơi, tương lai nó có thật sự tươi sáng không? Chứ anh bị cứng hàm rồi đó. Anh bị đứng hình rồi. Anh nghĩ tới một chuyện đó em. Chuyện gì? Học phí đó em. Em có ước học phí nhiêu tiền không? Thì hai vợ chồng mình ráng cày cuộc làm ruộng chút xíu, có sao đâu. Trời đất ơi, có sao đâu. Học phí tính bằng 100 triệu đó. 100 triệu luôn hả? Ừ. Nhưng mà không sao đâu. Thì vợ chồng mình tăng ca, rồi làm nhiều công việc cùng lúc thì em nghĩ là được hết trơn á. Em ơi,
tính tăng bao nhiêu ca lại chứ anh tính không có ra nè. Anh tính nó không có ra cái tiền đó em ơi, nó tính nó không... Ráng lên, đừng có suy nghĩ thiện cận, hãy nhìn xa ra. Nhìn xa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Chính xác là phải nhìn xa em ha. Mà nó xa quá anh chưa thấy được, nhưng mà anh tin em. Anh tin em. Em cũng tin em nữa. Hai vợ chồng mình tin nhau là được rồi. Còn con em, mình phải hỏi ý kiến con. Con có muốn học trường quốc tế không? Dạ có. À, vậy thì bây giờ con gái của ba là đi vô ngủ sớm nha, để rồi mình đi học trường quốc tế nha. Dạ. À, đi học trường quốc tế. Yeah. Đó vậy đó bác ba. Ban đầu thì vợ chồng con cũng nghĩ là cứ ráng là sẽ đủ. Ráng thì sao giờ đủ, sao giờ tính bán nhà. Thì mà bác ba cũng biết rồi đó, con cũng đâu có công ăn chuyện làm đều đặn đâu. Thì ai hú gì là đi làm đó. Rồi hơn vợ con á, là đi tăng ca làm quần quật luôn vậy mà cũng không đủ tiền. Nhưng mà bây giờ con cũng muốn là cho con Tiên nó có tương lai bác ba. Tại vì học trường quốc tế là được học nhiều thứ lắm. Nhưng mà bác ba biết không, trời ơi, ngoài cái việc mà đóng học phí ra còn là đóng tiền học thêm nè, đóng tiền tăng ca chiều, tăng ca sáng, tăng ca tối, rồi đóng tiền học kỹ năng mềm, kỹ năng cứng. Trời ơi, nhức đầu lắm bác ba ơi. Vậy thì muốn đừng nhức đầu thì đừng có chạy theo cái vụ đó. Nhưng mà không được bác ba. Sao không được? Đó, chứ con người ta toàn học quốc tế, còn con người ta có điều kiện thì người ta cho con người ta như vậy. Còn mày không có điều kiện mày chạy theo. À, vợ chồng mày sĩ diện. Anh nói đúng không? Dạ thì tại vì lỡ cho nó học rồi, bây giờ tự nhiên cái giờ chuyển trường hay là làm cái gì khác, cái con cũng thấy nó rêm rêm mình, nó không có... Không có gì. Nó... Ê, người ta nói cho mày nghe nè. Bây giờ cấp 1 mày nói như vậy. Dạ. Mày mốt có lên cấp 2 nha. Dạ. Để lên cấp 2 hay cấp 3. Dạ. Cái số tiền nó không có dừng lại như nãy giờ mình nói đâu nha. Nó sẽ tăng cấp số nhân. Dạ. Thấy không? Mày có đủ nuôi con mày tới 12 năm mà đã học trường này không? Thiệt sự luôn á bác ba ơi. Bây giờ con chỉ nghĩ rằng bây giờ mình lo ngắn hạn thôi, chứ mà lo mà kéo dài mà từ này qua này qua này qua này, trời ơi chắc con chết. Bây giờ con lo là bây giờ là quan trọng là năm tới nha. Bây giờ đang hè thì con ráng. Đó con bán nhà. Rồi con ráng trước cho nó đi vô nó từ lớp 1 qua lớp 2 trước cái đi. Rồi cái sau mình tính sao? Tính sao sao được. Lớp 1 qua lớp 2 yeah. Mình có nhà mày bán. Cái lớp 2 qua lớp 3 mày lấy gì mày bán. Công nhận bà ba nói cũng có lý ghê luôn á. Là tại vì vợ chồng con là ta nói là bây giờ làm quần quật luôn, là từ sáng tới chiều tối luôn, là không có thời gian ăn ngủ nghỉ gì luôn á. Mà trời ơi tụi nhỏ không có thời gian chơi nó luôn á. Thấy chưa. Ủa con đi đâu vậy Tiên? Hả? Con mới vừa đi học về. Ừ. Ê, chào ông ba đi. Con chào ông ba. Ủa sao biết anh ở bên đây mà hai má con qua đây? Con chào bác ba. Ngồi con. Dạ. Ngồi. Thì đây em nè. Đi mới đi đón con thì xin hoặc hè về nè. Nè, nước tao. Xong em thấy xe anh đậu trước nhà bác, em ghé vào luôn. Con cảm ơn bác. Uống đi, tao không dạ. Có uống, tao rót nãy đó. Rồi, uống nước không? Ông ba rót cho con uống. Giỏi. Ủa ba. Mà con qua đây là con tính nói gì với ba nè? Hè này lớp con chuẩn bị chạy hè ở Singapore đó ba. Mẹ. Con đi chạy hè ở Singapore luôn hả? Dạ. Thì lúc nãy cô giáo có nói là trường con bé nó sẽ tổ chức chạy hè đi Singapore 4 ngày 3 đêm để giao lưu học tập á anh. Ừ. Rồi tiền bạc nhiêu? Dạ, chi phí 20 triệu lận bác. 20 triệu. 20 triệu? Trời, đi có 4 ngày mà 20 triệu lận hả? Ủa Tiên ơi, con có bị lộn không? Ba đâu có nghe ai nói gì ví dụ đi chạy hè đâu con. Thì bây giờ học trường quốc tế mà cô giáo kêu là sinh hoạt hè thì mình phải làm theo thôi chứ biết sao được anh. Học rồi. Trường quốc tế khác ha, đi sướng ha. Rồi em có tiền làm thêm gì không? Anh cũng biết là cả tháng nay công ty ít đơn hàng. Thế là em đâu có xin tăng ca được gì đâu. Yeah, vậy là mày không tăng ca đến khuya đúng không mẹ? Vậy mẹ ở nhà chơi con nha. Yeah. Vui hết trời luôn à. Đó mày thấy không? Nghe nói tụi bay ở nhà chơi nó mừng còn hơn là nó được đi Singapore nữa, thấy không? Nhưng mà bây giờ công việc của tụi con, bây giờ muốn lương cao, muốn bé học trường quốc tế thì bây giờ tụi con phải tăng ca, nên con cũng không có thời gian chơi với bé Tiên. Bởi vậy tụi bay đem cái khó khăn vô trong người tụi bay không à. Tụi bay chảnh quá.
con bay phải học trường quốc tế. Tụi con cũng chỉ muốn tốt cho nó cho nên mới cho nó đi học trường quốc tế. Rồi thấy mấy anh chị, con của mấy anh chị cũng tốt như vậy đó. Rồi lương tháng rồi tính bằng đô hết trơn cho nên con cũng mong muốn con của con sau này cũng thành đạt trong tương lai. Vậy mày làm tiền mày có tính bằng ngoại tệ không? Người ta giàu có, người ta có khả năng thì người ta làm gì cũng được. Đu trend chi vậy rồi bây giờ cái mặt bí sĩ. Dòm lại đi, có những cậu học sinh học trường làng từ lớp 1 cho tới lớp 12 thi đại học đạt điểm tối đa. Học nghề ra trường vẫn có bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ đầy đủ. Cái vấn đề học ở môi trường nào, công hay tư, cái chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng là mình có thật sự muốn đến đó để tiếp thu không? Ha, mình lợi dụng cái chuyện mình học để mà mình khoe mẽ, mình chảnh chọe, mình nổ. À, bây giờ tao nói rồi, nhà bay, bay đừng có bán. Bay bán rồi mày ở nhà thuê hả? Rồi mày lấy tiền mày đi cho nhỏ đi học. Rồi vài năm nữa, tiền ở đâu tụi bay tiếp tục cho nó học. Thấy người ta làm gì cái làm theo mà trong khi đó mình không có nền tảng. Bác Ba nói thiệt sự luôn á là đúng như những gì mà tụi con gặp phải luôn á. Đó là tụi con đã cố gắng hết sức rồi đó mà cũng không có nổi luôn. Bây giờ gồng không nổi nữa. Bây giờ ý bác Ba vậy rồi đó là anh thấy là quá trúng rồi. Em sao? Giờ em chắc vậy đi anh. Chứ cả năm nay hả hai vợ chồng mình cũng toan tính chuyện tiền nong ngoài á. Em cũng kiệt sức mệt mỏi lắm. Suốt ngày về nhà hai vợ chồng mới tính tháng này sao đóng tiền. Sáng này tiền đâu? Thậm chí tụi bay quên luôn chăm sóc con tụi bay, đúng không? Dạ, chính xác luôn á, quan thiệt luôn. Bây giờ là Tiên ơi, bây giờ là ba má đưa con về lại trường gần nhà học á, cái con chịu không? Học chung với lại mấy bạn á. Yeah, vậy là con học với bạn Chí với lại Hoa rồi. Đúng rồi. Trời ơi, con gái của mẹ. À, còn một chuyện này nữa nè. Hè này á, con sẽ không đi Singapore. Nhưng ba với mẹ sẽ dẫn con đi thả cầm viên. Con chịu không? Dạ chịu. Ôi con. Đừng có đứng núi này mà trong núi nọ. Ông bà mình nói một câu, liệu cơm gắp mắm. Coi cái đó mà mình sống thôi con. Mời chị các con. Mời chị chúc chị có một buổi sáng ngon miệng. Đứng lên làm cái gì? Ông Phương vô đây. Anh mời em, anh bắt buộc em vậy. Phương vô. Tiểu Thư, vô nhà đi Tiểu Thư. Phương ra. Tiểu Thư. Phương ra. Tiểu Thư mau vô nhà đi. Từ từ. Xích ra. Cười cái gì? Gì? Quan xá không chịu coi, bỏ nhà để theo ta như vậy đó. Ê, bậy nha. Em là kỵ nhất cái chữ mê trai nha. Em không có mê trai, cái quán này của em đúng. Ủa em thuê quản lý mà. Ủa mày quản lý làm chi rồi mày để người ta vô người ta chửi hả mày? Tiểu Thư không nhớ gì hết luôn hả? Nhớ đây là sao? Cha của Tiểu Thư nè. Đó là cha của con nè. Ủa? Cha hả? Trời ơi cha ơi. Trời ơi, hồi xưa cha đẹp lắm mà, cha của con không phải như vậy. Cha của con mà không có xệ. Má cha con săn lắm rồi. Má cha con rất là săn chứ má của cha con không có xệ. Tiểu Thư của tôi bị bấn loạn rồi. Tiểu Thư không nhớ gì hết sao? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Rớt cái nó. Tiểu Thư sẽ gợi nhớ lại những cái ký ức của Tiểu Thư. Tiểu Thư có nhớ đôi dép của Thư thường hay mang ở nhà không? Lấy đôi dép cho Tiểu Thư, để lên. Người này sao vậy ta? Tiểu Thư! Ăn vô! Trời ơi! Đôi dép này của cháu tôi mà! Tiểu Thư không nhớ hết sao? Đâu phải của tôi mang đâu! Mang vô đi mới nhớ! Mang vô đi con! Ở đó nghe nè! Cái trò này cũng vui vui! Mang vô! Mang lại đi! Vậy từ từ nhớ lại thôi mà! Đi! Hai chục vòng! Xa tôi ra nha! À, gần gần tôi là ăn đôi dép rồi đáng chịu á. Hồi xưa mày đứng ở đây. Dạ. Mày ra đây. Gì Tiểu Thư? Mày kêu tao là Tiểu Thư đúng không? Dạ. Nè, ngày xưa là mang đôi dép này đi giống vậy phải không? Dạ đúng rồi. Mày cũng xạo. Ôi trời ơi. Tiểu Thư. Tiểu Thư chưa nhớ gì
gì hết. Con ta là kêu Buông đánh thiệt. Cuộc đời của tao là chưa giờ tao mang đôi dép mà đi kiểu này, thấy không? Hình như nhớ con máng là có mang đôi dép này thì phải. Đó. Mà không phải đi kiểu mày, mà đi kiểu này nè. À đúng rồi, Tiểu Thư nhớ lại rồi. Đó. Hay quá. Mà xưa Tiểu Thư còn có chơi trò này nữa. Còn nữa con. Đôi dép như là đây, đây. Con để đôi dép mang vô chứ. Tiểu Thư à, Tiểu Thư nhớ trò chơi hồi xưa Tiểu Thư không? À nhảy dây vậy. Nhảy dây. Mang vô. Nói nghe nè. Cái này phải buộc phải té nó. Mày thử thách tao chứ gì? Tiểu Thư hãy từ từ. Tao nói cho mày biết cuộc đời này hiếm mà ai thử thách tao được gì. Xích ra đây chút xíu. Mày sao tao lại chút xíu nha. Chứ là gần bị giả nữa. Hay lắm. Bây giờ mày muốn nhảy nhiều cái? À. Tùy theo con, khoảng 100 cái đi. Mà nếu con nhảy được thì phải thưởng cho tôi cái gì? Được rồi. Nói nghe nha, tôi đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, thưởng cho con đồ ăn, con muốn ăn cái gì có đó. Tôi đi chơi, tôi rất là đói. Quán thiếu lập này đầy đủ hết. Bắt đầu. Ôi. Dưỡng cái áo. Dưỡng cái áo này nó khó chịu quá. Áo tôi bị thơ lên. Trời ơi, khổ quá. Áo tôi đỡ ngại. Không hơi là tôi có mặc cái quần ở trong quá trời. Thằng này quyến qua đây đây coi. Trời. Không phải mà. Dán mà phải nói trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, nhảy. Ôi, nó chung vậy đủ rồi. Đúng là Tiểu Thư rồi, ông chủ ơi. Thôi, chưa đâu. Cái gì vậy? Đỡ chứ. Con ơi. Đúng là Tiểu Thư rồi. Nghe nè. Thả xuống. Chả gì chứ cũ. Người ta đang sang cảnh gì đâu. Nó dán lên cái thì gút. Đúng là Tiểu Thư rồi. Nghe không? Nè. Ông chủ nhớ Tiểu Thư nhiều lắm. Ta nhớ còn lắm. Con có biết không, từ hồi con đi bây giờ, trong nhà này không có một cái vũ công nào mà múa cái điệu múa của con mà cho ta hài lòng hết trơn. Bây giờ con hãy múa lại cái vũ điệu cho cha coi được không? Đúng rồi, hồi đó Tiểu Thư hay có màn múa dây đó. Múa dây mà ông chủ thích lắm. Đúng đây rồi. Có dây sẵn nè. Đây có dây nè con. Con lại con múa đi. Tiểu Thư em nhớ lại đi, hồi ức lại hồi xưa đi. Nghe nè, chỗ uống miếng nước được không? Rồi. Nước gì thôi. Tiểu Thư à, cái Tiểu Thư bây giờ mệt lắm. Cứ đi vô, người nói là cha, người kêu tôi là Tiểu Thư. Thiệt sự tôi chẳng biết cái gì. Được rồi. Ủa tôi đi chơi, có một tháng cho đi du lịch thôi mà tự nhiên uống nước được. Uống đi, nước này uống được. Ổn. Đã lo Tiểu Thư hết rồi. Đây, bây giờ con lại con múa cái gì? Cái điệu múa dây cho cha coi đi. Làm tôi hoang mang quá ta. Không có hoang mang gì đâu. Không có hoang mang cái mặt của ông á. Sao? Kỳ quá à, cha gì kỳ quá à. Trời ơi, Tiểu Thư bị bấn loạn rồi. Con nhà nhớ gì sao? Rồi, như... Lại đây con. Qua đây. Nhà tôi mất tiêu rồi, bán nhà hay sao? Hai người này vô đây à. Tiểu Thư đứng. Làm náo loạn đây vậy? Đứng đây. Thử thách nữa hả? Đứng trên đây múa dây, vừa múa vừa hát luôn. Cái bài hồi xưa tôi hay hát luôn. Ok, bên đu dây. Bắt đầu. Đỡ xuống. Con nuôi dây nè. Con nuôi nhau rồi. Con nhảy hay quá, gia đình sum họp rồi. Con nuôi đi. Gia đình. Chồng ơi chồng. Chồng ơi, nghe nói là con gái mình về rồi. Đây nè. Con. Sao nó nhìn mình kỳ vậy ta? Ủa mụ nào diêm vúa vậy? Mẹ con. Là mẹ con. Con không nhớ là mẹ hả? Con nhìn ra sao? Bất loạn rồi. Chết rồi. Con chủ của ta bị điên rồi. Nhớ bà chủ. Con không nhớ mẹ hả? Vậy mẹ nói sao cho con nhớ mẹ là mẹ đi. Đây nè, hồi xưa con có một cái trò chơi rất là biến thái. Để mẹ nhắc cho con nhớ. Ông chủ còn nhớ không? Đây nè, trò gì đó? Thầy nhớ rồi. Đó là con lè lưỡi liếm lỗ tai đó. Trời ơi. Không được ông chủ. Cha lè lưỡi liếm lỗ tai, cha lè được không? À, ở dưới tao lộn, đúng rồi. Lè lưỡi liếm con mắt. Trời ơi. Cha lè được không? Cái gì vậy? Tao quên rồi. Con để mẹ con nói thử coi.
con có một cái trò chơi rất là biến thái. Đó là con giơ cái cùi chỏ con lên rồi con lè lưỡi ra con liếm cái cùi chỏ con đó. Bây giờ con làm đi. Sai hết rồi. Con làm đúng đi rồi, con. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Sai hết rồi. Sao sai con? Cái trò ngày xưa mà con thích thú nhất á. Là sao? Là con đè chó con cắn. Trời ơi. Cái trò đó con mê dữ lắm, bởi vì mấy con chó mà nó thấy con ngoài đường nó chỏ chạy xa luôn á. Trời ơi. Mà liếm cùi chỏ. Con ăn rất là nhiều. Con đúng ăn rồi. Hết luôn. Chà bậy rồi. Hồi nhỏ con ăn ít lắm á. Tại vì con sâu mập. Không. Chà là bụng nhớ chân trời. Chà nhớ mà. Con chà nhớ sai. Chà mới là ăn nhiều đó. Không, chà không ăn đâu. Sâu mập chà ăn đây nhiều nè, đây nè. Nói, đây nè. Để mẹ nói con nghe. Hồi nhỏ con ăn rất nhiều nhưng mà bây giờ con đi xa. Con đi lâu ngày rồi chắc là đói bụng rồi. Thôi rồi. Ăn đi con lấy sức con. Cả nhà mình ăn luôn cũng được. Thôi ăn đi. Cả nhà mình ăn đi. Con bước ra đường là đến đâu con cũng có ăn cho mày ăn đi. Ăn đi con ơi, con ơi. Ăn đi. Ăn đi con ơi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Uống nước vô con, uống nước, ăn nước vô. Con ơi, nước nữa. Bánh tao không nhân. Uống nước vô. Uống nước vô. Con ơi. Ăn không? Trời, uống nước vô. Uống nước vô. Ăn đi. Rồi ăn nữa vô con. Uống nước. Gì vậy? Từ. Thôi con khác đi, con này con ăn nữa. Ngon lắm. Không. Trời ăn hoài à. Con. Con là con phải ăn hết cái dĩa này mới được. Không. Ok. Ba. Con mới là con gái của ba nè. Tuy là con mới đi xa, con về con thay đổi rất là nhiều. Dạ, xin lỗi nha anh nói tiếng. Con tát một tát là cái bông qua nó rụng vô hết nha giờ cái con kia. Nè. Nha. Hồi nãy tôi vô đây tự nhiên ông này nhận tôi làm con chứ tôi không có nhận ông làm cha. Còn đây nhận tôi làm mẹ thì tôi còn có nghĩa là bà đẹp. Còn này thấy gớm không thể nào làm cha tôi được. Ủa vậy thì sao nãy giờ ăn uống nói chuyện rồi làm đủ thứ trong nhà của tôi hết. Cái đó là tại ông không quét mà. Ông chủ. À bây giờ sao người lạ thì bà phải sao? Bà phải đuổi thôi là con gái. Đại bảo hả? Người lạ thì bà đẩy ăn bánh bao. Bà đẩy ăn bánh bao. Nè nè, ấy ăn bánh bao nha. Bà ăn bánh bao. Người lạ ở đây tiếp khách nồng hậu lắm. Thôi, nè, giả hằng phát sợ. Nè, tôi nói cho biết trước nha. Cái này á, không phải là giả mạo. Tôi có giả mạo đâu. Ông này không kêu tôi là cha. Thì bữa nay ông nhận tôi là cha. Còn cô á, cô vô cô nói cô là con ổng thì cô ăn đấy. Ông này khách quý, ở đây khách quý. Đại bánh bao, ăn bánh bao. Tôi nói nhiều quá, giả mạo là ăn hết. Nè, ăn thì tôi nói tôi ăn nha. Ăn. Cho lớn. Ăn nha. Cha nha. Ủa là tới bất tử vậy? Ai nói vậy? Ông là ai? Thì ra bao nhiêu năm nay người chưa quên được hận thù đó. Hận thù gì? Từ lúc người lấy cô ấy làm vợ. Sao? Ta đau khổ. Ta buồn bã. Ta đi lấy vợ khác. Ta sanh được một đứa con như vậy. Hai cha con ta đẹp đều. Hả? Bây giờ ông lại nhận nó là con của ông sao? Ờ. Ông còn nhớ ngày xưa tôi với ông là bạn thân. Tôi còn nhớ lúc đó hai anh em mình có nhiều trò chơi vui lắm. Cha đúng rồi. Cha ông trả thù con ơi. Trả thù giùm con. Kỷ niệm ngày xưa đây. Đúng kỷ niệm đây. Ngày xưa đây. Cùng cái dây này ngày xưa ông đã bày cho tôi đu đó nhớ không? Ông còn nhớ không? Ông đu lại đi, đu lại cho tôi coi đi. Ông có lộn người không? Làm sao lộn được? Nó một trời đó, nó một trời đó. Đu lên đi, né ra chỗ khác đi, có gì một mình nó lãnh thôi. Né ra bên kia mà được không vậy? Được hay không đó là chuyện của ông, nhà ông treo đâu phải nhà tôi. Đu lại đi. Lúc đó ông đu
Hình như tôi có đung đưa nữa. Đu lên đi. Ai ơi, đu đi, đu mạnh lên nè. Hey. Mẹ ta chơi, đôi ta chơi. Gì đó? Cúng quải má mà suốt ngày cự lộn hoài hả? Dạ không có cãi đâu. Rồi món má yêu thích có chưa? Dạ có rồi. Cá lóc có tổ. Thích má không thích nha. Thấy má nấu quá. Tại vì em thích má mới nấu cho em ăn chứ má không có thích ăn cá nha. Vậy thì em có món khác. Chuột lõi nè. Lần đầu tiên trái thanh long có trong gòi gà. Gòi gà, gòi gà. Lần đầu tiên gòi gà thanh long ăn theo lời nhắn. Má nhắn mày là mày cúng lẹ đi cho má đói dữ rồi á. Đúng rồi đó. Ca dở quá đừng ca nữa nha em. Nha. Mệt mỏi mấy đứa này quá. Chị chứ. Chị gì? Con này điện hoài sớm giờ không nghe gì hết. Hai. Gọi ai ạ? Ai gọi cho con Út nè. Hỏi vậy thôi chứ biết rồi. Suốt ngày gọi Út mà. Ủa thì nó em Út phải gọi nó về đám giỗ ba má chứ. Ủa đám giỗ ba má mà nó phải có trách nhiệm chứ. Giống như hai đứa em là chị có gọi em cuộc nào em cũng tự về vậy. Thì coi như chị sai đi. Nhưng ê, tính ra ba đứa chung nhà mà điện làm gì? Ủa là chị phải gọi chứ. Giống như là tụi em ở chung nhà nhưng mà tụi em ở trong phòng đóng cửa lại không bước ra đây. Lạnh quá à. Suốt ngày cái đành hẹ em Út nó hoài à. Gì vậy? Chó. Mèo. Không, chó. Mấy con mèo á. Thấy con chó. Con người. Ai? Là đoàn đoàn đùn đùn tát à. Biết sao em mới về đùn đùn vàng ơi chị hai trời ơi chị hai cưng quá trời ơi chị hai điện không được chị hai lo dễ sợ luôn trời ơi giờ là chị hai mừng rồi hai bây giờ thôi khoan đừng có nói gì hết bây giờ đi vô tắm rửa rồi xong ra ăn cơm cũng má ăn cơm nha nói gì nói sao nhanh đi cùng vàng của chị hai trời ơi mẹ ăn nhanh quá cưng dễ sợ nhỏ về mừng dễ sợ luôn gì đó hà. Tất cả khán giả coi qua màn ảnh nhỏ đều thấy cái sự thiên vị của chị. Chị thiên vị như vậy đừng có trách sao tụi tôi ghét nó. Em ạ. Chị hai xin lỗi. Có gì thì nói đi chị hai nghe. Nói gì đâu. Thôi làm quá hả. Đốt nhang cúng má nhanh lên đi. Mệt ghê vậy đó suốt ngày. Nảnh nảnh nhỏ hả. Đốt nhang cúng má kìa. Dọn rồi. Đốt nhang không? Đốt nhang không? Dạ. Trời ơi cái gì vậy? Suốt ngày giỡn giỡn hoài ha. Trời ơi đã nói rồi. Mua cái hộp quẹt bình thường thôi đốt nhang là được rồi. Chị cũng từ sáng giờ khách lại luôn kìa. Khoan đi. Dạ em chào chị, em chào cả nhà. Chào em, ừ, em dạ, có của ai à, dạ em xin phép tự giới thiệu em từ thành phố Hồ Chí Minh mới xuống ạ. Thành phố. Ê ai? Con Bắc Hai. Ủa? Trời ơi con Bắc Hai. Mọi người biết ba mẹ em. Mừng quá trời sao biết. Wow, trời ơi mọi người làm em bất ngờ. Mọi người biết ba mẹ em luôn hả? Biết chưa. Trời ơi em vui quá hả? Nó nghe mệt không? Khoan chưa cúng mệt hả? Dạ rồi mệt. Thì nào uống miếng nước đi. Dạ cảm ơn. Nó nghe nè Bắc Hai khỏe không? Khoan dạ khỏe. Bắc Hai khỏe không? Dạ khỏe. Ba mẹ khỏe. Em Bắc Hai không xuống. Dạ bận. Vậy hả? Bắc Hai khỏe ha anh? Dạ khỏe. Ba mẹ chị khỏe không? Dạ ba mẹ em trên kia kìa. Xin lỗi em xin lỗi chui. Nhưng mà Bắc Hai bận nhưng mà Bắc Hai còn giàu không? À dạ còn. Còn giàu hả? Bình thường. Đẹp trai con nhà giàu ở thành phố. Dạ. Được đi học đại học nè đúng không? Dĩ nhiên con Bắc Hai giàu có người ta ăn học đàng hoàng rồi đúng không em? Dạ học không. Tới đâu? Tại vì thực ra thì em cũng xin phép được nói sơ về bản thân mình một chút xíu á. Em không biết mọi người trên thành phố như thế nào nhưng mà đối với riêng cá nhân em thôi em cảm thấy việc học không cần thiết. Đúng chị mình giàu quá mình học làm gì chị? Đúng không cưng? Mình giàu quá mà đúng em đúng không? Vui vẻ lắm. Không sao chị, em không có sượng. Sao nói chị hai nha, cứ nói dạ. Gia đình chị hai nha. Rồi dạ, chị hai nhớ. Thực ra là em cũng xin phép được nói lý do vì sao ngày hôm nay em có mặt ở đây ạ. Đó là bởi vì gia đình em là một gia đình giàu.
Như mọi người đã biết, gia đình em không phải giàu thường mà là giàu dữ, giàu nhiều, giàu vãi á chị. Dạ. Và em thì là một cái đứa mà không có thích sống dựa vào gia đình, em thích sống bằng cái nghề gọi là nghề kinh doanh. Cho nên là em có để dành được một số vốn và em không phải là một cái người gọi là thích show off bản thân. Là cái tiếng Mỹ đó gọi là show off, hay tiếng Việt đó gọi là cái gì, có khoe khoang. Đúng không? Đúng rồi. Đây em đâu khoe đúng không Cưng, đúng không? Bị ra vẻ bị... nha. Nãy giờ tôi thấy bước vô là tắm mưa rồi, khó chịu. Bị quê mà quê nhiều quá. Hứng này. Này nhỏ hứng đó. Em xin phép. Em là một người không thích khoe khoang. Em có để dành được một số vốn chỉ có khoảng tầm 300 triệu. Cái gì? Anh vừa nói gì? 300 triệu mà dạ. Nói là chỉ hả? Dạ chỉ. Trời ơi, 300 triệu ở dưới đây người ta kêu bằng là tới 300 triệu. Một cái miệt này thì kêu là tới hả chị? Trời ơi, trên cái vùng đất của em sống người ta kêu bằng chỉ thôi. Mở cọc lại đi. Không phải cái bánh nó vui vẻ, nó thích chị, vận động, dạ. Em hiểu không? Dạ. Giỏi quá, còn dạ. Trẻ mà có được tới 300 triệu quá giỏi. Em xin phép được tiếp tục câu chuyện của mình. Đó là em để dành được 300 triệu và em không có muốn cái số vốn của mình nằm im ở đó. Em quyết định là cho vay. Em cho nhỏ bạn em có nhỏ bạn tên Hương, nó mượn em 30 triệu. Đáng lẽ ngày hôm nay là cái ngày mà nó phải trả tiền cho em. Nhưng mà em gọi điện không bắt máy, nhắn tin em không trả lời. Em qua tới tận nhà nó, em gõ cửa suốt 4 tiếng đồng hồ. Em gõ cửa suốt 4 tiếng như vậy không ai ra mở cửa, cho nên em quyết định là em phải nhìn lén coi nó đang làm cái gì. Khi em nhìn vô nhà, em thấy được con nhỏ Hương đó đang nhìn lén lút gom từng món đồ một bỏ vào vali, gom cái vali lại, tách vali lên, cầm vali chạy ra khỏi nhà một cái vèo. Như vậy tức có nghĩa là trốn nợ. Đúng rồi chị. Trời ơi, không trả nợ. Mà tiền mồ hôi công sức của mình làm ra làm sao mà mình để người ta cầm đi như vậy được, đúng không chị? Đúng. Em quyết định em phải đuổi theo. Em đuổi theo tới bến xe luôn chị. Và khi mà tới bến xe rồi, em thấy con nhỏ Hương đó nó chạy tò. Gì vậy bé? Bé đông hai vai á, bé mệt á. Tao tiếp nè. Em thấy nó chạy tọt vô cái xe. Em quyết định em chen vào dòng người đông đúc đó để em lên xe. Đúng rồi, phải chen tại vì xe cái cửa nhỏ lắm. Ai cho em vô trước đi. Không cho em vô trước đi. Cho không cho em vô trước. Em vô trước đi. Không cho em vô trước. Em vô được cái xe em mới phát hiện ra là em mất 50 ngàn. Chen chút mà. Có một ông lơ xe, ông mới bước tới, ông hỏi chuyện với em rằng dạ em chưa mua. Xong sau đó em mới quyết định rằng là em không thể nào để cho người ta cầm tiền của mình mà người ta nhảy lên xe người ta đi một cái vèo như vậy được. Đúng rồi. Em mới chạy lên, em mới quyết định là dùng cái đầu của mình. Em nhìn xa xa đằng kia ra, em thấy là em mất cái bông tai. Có một cái cầu đi bộ. Ê, dưới đây nè bà. Em quyết định bước lên cầu. Hay. Tuyệt vời. Ủa là mới nhảy qua đầu em luôn á hả? Đúng rồi. Rồi sao kể chị nghe em dạ, tính là nhiệt quá. Dạ xong sau đó em mới quyết định đứng ở trên cầu đi bộ. Em biết thế nào cái xe đó cũng sẽ chạy ngang con đường đó. Em đứng trên cầu em chờ sẵn, xe vừa chạy ngang một cái vèo, em nhảy xuống nóc xe một cái canh. Em bám trên cái nóc xe, em chạy từ thành phố về tới dưới này. Con nhỏ đó bước ra khỏi xe chạy một cái ọt vô cái nhà này. Em chạy theo và em gặp mọi người. Ê, dạ. Nói gì vậy? Vô ba chơi đi, còn nói chuyện chơi, nhà này có bốn chị em thôi. Dạ đúng rồi, thì bốn chị em chắc có lẽ là cái người mới chạy vô là em chị hả? Đúng rồi, mới chạy vô là em chị đấy. Chị tên Toán nè, quên hả? Chị Toán, Lý, Quá, Sinh. Hương. Sinh. Toán nè, Lý, Quá, Sinh. Thôi bây giờ như vậy đi, em nói như vậy cho gọn, cho gia đình mình đỡ căng thẳng. Em biết nãy giờ mọi người giỡn với em chắc cũng mệt lắm rồi. Là con bé trong kia, tên Sinh đúng không chị? Thì bây giờ em không cần biết là con bé đó tên Sinh hay tên Hương hay tên gì, em không cần biết. Em chỉ cần biết là con nhỏ này hồi nãy chạy vô cái nhà này, mày bước ra đây! Nhìn căng vậy? Gì ghê vậy? Cái gì? Giỡn hoài mệt quá! Tự nhiên em căng vậy? Gì? Đi cưng quá. Nè, bây giờ chị nói cho em nghe nè. Quên đúng không, chị nhắc nè. Tốn, Lý, Quá, Sinh. Tên gì? Sinh. Giang. Hương. Ở trển em tên Hương. Hương. Cái gì? Hương. Một cái tên ba má đặt cho em. Xấu lắm má Sinh. Em lên Sài Gòn, em đổi tên Hương.
ở trên Sài Gòn nó làm nhiều chuyện mà Chi còn chưa biết được đâu. Nó là... Chị hai, em biết chị đang nghĩ gì. Em cũng đang nghĩ cái mà chị đang nghĩ. Chị chưa có nghĩ gì. Chị chưa nghĩ tức có nghĩa là chị chưa biết. Chị chưa biết thì ngày hôm nay em sẽ nói cho chị biết. Con bé em của chị lên thành phố nó làm. Đừng mà, đừng, câu nói gì đâu chưa. Nếu thương người thì xin đừng, đừng có nói ra mà tội nghiệp cho em. Cho em của người ta. Trời ơi, nhục nhã quá. Và một bất hạnh. Thật ra nó là con nhỏ mượn tiền em. Thì ghê vậy. Nó mượn em 30 triệu. Ghê nha, này ghê nha, này nhiều lắm luôn á. Trời ơi, gia đình ơi, gia đình mình có cái chiêu bài hay quá. Đứng ra. Khoan 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 khoan, bình tĩnh lại. Đi qua đây đứng. Dạ đây, qua đây đứng, đứng đi. Mấy đứa qua đây với chị. Qua đây. Ủa mày không phải trắng quá. Ơi gì vậy? Nói chị hai nghe. Gia cho em tiền lên sân phố ăn học. Mà bây sao giờ người ta xuống người ta nói em thiếu tiền là sao? Nói chị hai nghe, không phải đúng không? Nói chị hai nghe rõ ràng đi em. Dạ, em cũng muốn kiếm tiền để phụ cho ba chị chứ, sửa nhà cho ba với má thôi à. Xong rồi cái có số điện thoại lạ gọi cho em á, nói em trúng 21 phần quà hai. Xong cái người ta kêu em á là phải nạp tiền rồi đọc theo lệnh nữa. Cái em nạp 500 ngàn hai, có lợi em rút được luôn hai. Ghê vậy. Xong cái em nạp 1 triệu cũng có lợi, em cũng rút được luôn hai. Ghê vậy. Cái em nạp 20 triệu, nạp thêm 10 triệu nữa. Cái em rút, cái em mất luôn hai. Cái em vui vậy. Trong tài khoản á, giờ còn trong tài khoản không có rút được. Xua chỗ nào? Cái tiền nào mà còn trong tài khoản, cái tiền đó người ta lấy của mày rồi. Em thông minh nè chị, sao chị không cho em lên thành phố học? Chị cho nó lên học, bây giờ nó đem cục nợ ra cho chị. Chị thương nó quá, chị trả nợ cho nó đi. Thôi em thấy chị Tư nói đúng á. Thật ra là em cũng muốn đi học lắm mà chị không cho em đi học, đúng không chị Tư? Đúng không? Em muốn đi học. Khỏi đó. Đúng, mày khỏi đi học. Nhưng mà ví dụ không đi học cho tiền, đi cho tiền làm ăn hiểu không? Tại buôn bán cực khổ mà chị. Thôi mà cãi hoài em. Thôi! Cái con nhỏ Hương xinh kia, mày có trả không? Mày sắp đi tù tới nơi rồi đó. Ủa khoan nha, đừng có hồ nha. Như tự nhiên đâu khơi khơi vô đây nói mắc nợ cái người ta trả tiền rồi bằng chứng đâu. Đây, toàn bộ tin nhắn nó nhắn mượn tiền và tin nhắn tài khoản nó chuyển đi thành công. Coi đi. Đi chị hai coi. Trời ơi trời. Khổ quá mà trời ơi. Có cái gì đâu mà căng thẳng. À, chị à, cho mù chứ à. À mù. Cái tin nhắn em đâu rồi chị ơi? Chị dùng quá, chị lỡ chị bấm tốt, tôi lỡ em. Ha? Ha? Tao có cái dây nợ nữa đó. Dây nợ có máu của nó nữa. Có cái dấu vân tay của mày đó, công an sẽ nhận diện thôi. Có trả nợ hay không? Xin phép được lấy lại số nợ 50 triệu. Cái gì vậy? Nói chung là mấy đứa có tiền bây giờ mình... Cái gì mà có tiền bây giờ chị còn hỏi tụi em nữa? Nghĩ sao cái gì chị cũng thương nó hết trơn á. Bây giờ hỏi tiền mày đó, cho mày ăn học mày báo không à. Mày thấy tao ủ kìa nóng lắm chứ bộ. Mà có chắc được đâu. Chị hai coi đó, chị hai giải quyết đi. Nó nói đúng quá trời. Lần đầu tiên em binh nó luôn á. Đừng mà, dù sao mình cũng là chị em gia đình mà. Giúp em nó đi em. Tiền đâu vậy? Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Giờ đi vô phá nhà phá cửa thì khổ quá. Tàn khổ quá trời. Giờ em Út nó bị gì? Không lo. Ủa? Gì đây? 1.850.000. Tiền đâu ra? Bán kem trộn 3 năm mấy. Ba năm mấy lời có 850 vậy? Năm bán được có 1 hũ, 3 năm 3 hũ. Cái gì? Mày có trắng đâu, trời đen thui nè thấy không? Hũ hút chết không trắng, người ta không tin tưởng, ta không mua. Thiệt tình đó. Bà My. Tiền đâu nữa đây? 1.925 triệu. Sao 1.925 triệu ở đâu có? Thì đi giải bài cho mấy cái đứa học. Ủa sao chị nhìn em? Không, nhìn không lắm vậy thôi. Ủa sao chị nhìn em? Nói thôi, được rồi, đừng cười khúc này nữa.
đứng bên đi, táp nhau là cãi à. Nè, 3.775 đó, cầm về đi, mệt quá. Đừng có quậy phá nữa nha cô bé. Dạ. Ủa chị, 3.775 mà chị đưa như đúng rồi vậy á. 50 triệu. Có 30 à. Nó có 30 kìa. 50. Dạ 30. Chết. Dạ. Nó nghe nè, thằng Giang là thằng nào, mỗi lần nghe Giang là mày đổi sắc mặt vậy. Đàn em tao đó. Thôi được rồi. Đây đây. Dạ. Đưa tay ra. Dạ đây. Quỳ xuống. Em đồng ý. Bé à. Dạ. Chị đưa cho em thêm một chỉ nữa. Một nha, đem về mỗi tháng xuống đây chị trả 2.5 triệu, nào hết 50 triệu thôi. Rồi, nha, về, hết chuyện. Mỗi tháng em đi từ thành phố về đây lấy 2.5 triệu. Chị ơi, em đâu có bị điên đâu chị. Ủa, chị chứ giờ không lấy thì sao, giờ không có tiền trả, giờ mỗi tháng trả 2.5 triệu. Không, trả tôi đem lên công an đó nha, đi, đi lên. Khoan, rồi. Hồi nãy giờ nhịn dữ lắm rồi, thiệt sự. Không phải dưới đây quê mà không biết đâu nha. Cho mượn 3 triệu, bây giờ lấy lại thành 50 triệu, người ta gọi là ăn lời cắt cổ. Tôi báo lên công an à. Bằng chứng đâu? Đấy, nãy giờ tôi ghi âm rồi. Sao cái đầu thông minh để làm gì? Chị, xé với nợ. Sáng ghi âm đi. Khùng quá, chị em mình thân nhau. Nợ nhiêu? Nợ 30 triệu. Mỗi tháng nhiêu? 2.5 triệu, nhớ trả chứ chưa. Vậy đi. Thôi nói chung lại giờ chị đi, cảm ơn nhiều nha. Lên chỉnh, có gì cho chị gửi lời thăm bác hai Lý nha. Bác hai Lý là ai chị? Chị ba má chị. Ba em, má em là hai báu. Ủa, chị là lộn nữa rồi. Trời hay ơi, quá cũng mấy đứa không à. Lộn ta. Thôi, nói chung là em cầm được nhiêu đây tiền thì em cũng yên tâm. Nhớ mỗi tháng phải trả tiền cho tôi đúng hạn nghe chưa. Chị à? Nhà còn dặn, đói quá. Thôi lỡ gặp nữa cũng cơm mà giờ cũng đi vô ăn. Vậy em vô phòng em nằm nghỉ chứ. Cảm ơn. Ra ngoài giường ngoài đi. Chị hai. Mệt quá hả? Chị hai nghĩ sao cho con khứa nó vô đây vậy? Để đi giúp người ta giúp bữa. Giúp ăn. Cái gì? Nè nha, tại em đó nha. Ô, thôi. Tự nhiên em về em gây sự chi vậy hả? Hả? Bữa nay cho em nói luôn nha. Thôi, em nói luôn, em không có nhận em nói luôn. Chị lại em. Em á chỉ là con nuôi thôi. Chị hai, có ai đâu mày ngạc nhiên? Mày nhìn đi. Bốn chị em có mình mày đẹp, ba đứa tao sao? Thì mày biết rồi, mày biết mày con nuôi rồi, mày hỏi gì nữa? Con nuôi mà quậy muốn chết là người ta con ruột nè, người ta không lắm lên tiếng nè, ở đó mình nói quỵ quỵ. Em cũng là con nuôi thôi. Trời ơi, em nghi từ lâu rồi. Chị hai, chỉ có hai chị em mình là ruột thịt thôi đúng chị hai? Thật chất em cũng là con nuôi luôn. Ủa chị hai, ba chị em là con nuôi, có mình chị hai là con ruột hết chị hai? Chị là con sinh đầu tiên. Chị là bốn chị em của mình không có ruột rà máu mủ gì hết hả chị? Không, bốn chị em mình là bốn chị em ruột, chỉ có ba má là nuôi thôi. Vậy là gia đình tụi mình là gia đình chóc giá. Mặc dù gia đình mình là gia đình chấp giá, nhưng mình tình thương đông đầy, ba má nuôi, nhưng thương chị em mình như ruột. Thì tại sao chị em mình ruột lại không thương nhau, đúng không? Và bây giờ là thông điệp, đừng bao giờ vì lòng tham của mình mà tin vào những trang mạng để bị nó vơ vét của cải. Hết. Không có, cái thông điệp của mình là phải có đường với hãy, mà mới có đường với hãy đâu. Hãy đây, hãy trả nợ nhé. Anh đại ba đại ba đại, hãy yêu thương nhau nhé mấy chị. Đúng rồi, hãy thương yêu nhau. Đúng nha, con má ơi. Em ra đây chỉ cho ăn là đúng nha. Được ăn nè.
nào đến đây nào. Dùng bánh trà của Thượng Bảo Châu. Đi loay quen mệt mỏi dạ giờ hãy đến ủng hộ em thật lâu. Hương trà thơm ngát đang mời chào các bạn đến thưởng thức ngay nào. Ông chủ vui vẻ hòa đồng cùng niềm đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng. Ủng hộ Bảo Châu nhá. Hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường. Nhưng khi xơi qua chẳng thể nào quên được. Cùng ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh những ly trà đá. Thêm 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 tí gió tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Trà gì cũng có, ăn vặt có luôn. Đẹp trai hay đẹp gái cũng đều đến đây và thưởng thức. Cùng nhau kết nối trái tim và đưa mọi người lại gần nhau hơn. Nào 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 nào, mau đến đây. Cha 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 cha, không qua đi. Đừng 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 đừng, đừng quên nha. Cha 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 cha. Bảo Châu. Dạ. Chào mừng toàn thể quý khách đã có mặt tại Đầu Thai Quán. Kính thưa quý vị, quán của em chỉ kinh doanh một loại thức uống duy nhất, đó chính là trà. Trà của em là một loại trà nguồn nhất Việt Nam, nguồn lớn sang châu Á, nguồn lan tỏa châu Âu, nguồn rạng rỡ địa cầu, nguồn quên sầu năm châu bốn bể, nguồn ế chề khắp hành tinh, nguồn rung rinh giải ngân hà, nguồn đậm đà nhất chương trình Cười Xuyên Việt là em đó. À không, à, em lộn, là quán của em. Nào mọi người ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy tới ủng hộ quán em đi nào. Trời ơi trời, sáng giờ rau muốn banh cái gần cổ, từ hai cái gần cổ đi xuống hai lá phổi, vòng ngược qua hai lá lách đi thẳng xuống đường tiết niệu, trở ngược lên cái gần cổ bị viêm amidan luôn, cũng không ai uống được một giọt trà. Mà phải chi là trà của em dở đi, rất ngon. Trà của em là có từ cái đời mà bà cố ngoại của em. Còn tới đời của ngoại em với lại đời của mẹ em hả? Quán lúc nào cũng nườm nượp khách. Còn tới đời của em ế múc mùa lệ thủy luôn. Rồi. Ông ơi, con cầu ông trời, cầu ông thần tài thổ địa đất đai. Ngày hôm nay cho con có một vị khách thôi, chỉ cần một vị thôi. Con hứa với các ông, con sẽ chiều vị khách đó từ A tới Z, muốn gì con cũng chiều. Thượng Bảo Châu, nói là làm. Ông ơi, phù hộ con đi ông ơi. Con xin ông mà, phù hộ con đi thần tài con. Wow, thật là linh nghiệm. Anh ơi, em là ai vậy? Dạ em bán vé số. Em bán vé số hả? Dạ. Tới đây làm cái gì? Dạ em đây là uống nước. Uống nước? Dạ. Ngồi xuống nói chuyện. Sao anh? Mày xạo xạo, xạo xạo. Sao anh quánh em? Nè, tao để ý mày cả tháng trời nay, mày vòng vòng ở cái quán tao mày làm cái gì? Em nói em uống nước. Uống nước có tiền không mà uống? Nè nè, ngày hôm qua ế hai tờ vé số trúng 200 ngàn. Tiền nhiều dữ vậy? Mời em vô quán anh. Dạ. Chọn món đi cưng. Anh mở tivi lên coi sao buồn quá vậy? Cúp cáp rồi. Sao kỳ vậy? Vậy còn không mở mạng nghe nhạc đi. Cúp net luôn rồi. Có gì kỳ vậy? Trời ơi, nổ bình điện luôn rồi. Trời ơi, cúp điện luôn rồi em ơi. Trời ơi, thôi đi. Hả? Tự nhiên cái quán anh cái gì cũng có, hồi để anh đi qua quán khác anh. Trời ơi, sao bỏ về vậy? Lên đây. Sao vậy? Anh nói nghe nè, mặc dù quán anh cúp hết nhưng mà anh phục vụ em được, anh hát cho em nghe nha. Anh hát em nghe hả? Anh hát em nghe. Thôi em đừng có hát, hồi nãy anh hát em nghe rồi. Bây giờ anh diễn hài em coi đi. Diễn hài? Dạ. Thôi em ơi. Sao vậy? Anh diễn hài không ai vô duyên lắm em ơi. Không, em thấy có duyên mà. À, anh diễn ngoại em đi. Diễn ngoại em hả? Dạ. Thôi em ơi. Sao nữa vậy? Trời đất ơi, đang trẻ trung thì chỉ làm ngoại em. Anh làm ngoại em được mà. Không được. Được. Không. Được. Đi. Được mà. Biên. Em về. Nhỏ. Anh làm ngoại em được. Anh làm ngoại em được anh hả? Anh làm ngoại em được. Anh làm ngoại em được. Ừ. Mà ngoại em mất rồi. À. Ngoại nè. Anh làm ngoại em được hả? Ngoại nè, anh cái gì? Ngoại. Ngoại. Trời ơi, nhớ mày quá. Ngoại. Bây giờ ngoại lên xe du lịch đi. Con chở ngoại đi chơi nha. Đi đâu? Lên đây. Từ từ. Vô xe du lịch đi. Trời ơi, tao ngoại mày đó. Ơi. Ngoại. Hả? Cài dây an toàn vô. À, xích beo là xích beo rồi. Rồi, sẵn sàng chưa? Lên đường. Lên đường. Ngoại. Hả? Con thèm uống trà sữa quá. Bây giờ con dẫn ngoại đi uống trà sữa hạt xương sáo nha. Thôi đừng có uống cái đó. Sao vậy? Nhiều mũ cao su lắm. À, sao ngoại biết? Ngày nào tao cũng làm. Đó chứ. Trời ơi mày. Trời ơi, ngày nào ngoại cũng thấy nó trên TV trơn trọi á. Ngoại biết chế biến mấy cái vụ đó không ngoại? Đây. À, gì vậy ngoại? Mày đừng có hỏi nữa nghe. Sao vậy?
tao có võ à. Ủa ngoài ai dạy võ cho ngoài vậy? Sư phụ tao. Sư phụ ngoài là ai? Bà Sáu Việt Hương. À vậy hả? Ủa ngoại, con nói ngoại nghe nè. Rồi bây giờ sư phụ ngoại đâu rồi? Ủa sao vậy ngoại? Sao nó về ngoại? Bà ở đâu ngoại? Bà ở bên trời Tây. À, bà đi nước ngoài rồi hả? Tây Ninh. Thôi nghỉ đi. Em, anh làm ngoại em được không? Không. Trời đất ơi, không được luôn. Thôi, bây giờ anh diễn mẹ em đi. Cái gì vậy em? Hồi nãy làm ngoại em rồi mà sao giờ làm mẹ em? Làm được mà. Không làm được. Làm được mà. Sao mày làm khó tao quá vậy? Em được. Mày lì thiệt luôn á. Không, mình làm được mà. Mẹ. Không. Mẹ. Lấy tiền ra mà hù dọ hả? Biếm. Vậy thôi em về. Về. Con trai của mẹ. 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 Mẹ, mẹ biết không? Từ nhỏ tới lớn á, con thèm muốn trà sữa lắm. Ừ. Mẹ, bán con một ly trà sữa hạt trân châu đi. Thôi. Ngủ đi, mẹ không có mua nhớt cho con được. Ủa, tự nhiên uống trà sữa có mua nhớt chi vậy mẹ? Trời đất ơi, mua nhớt để làm trân châu chứ để làm cái gì? Hả? Thằng bé, khấu nghịch, khấu nghịch, khấu nghịch à. Trời ơi trời. Ngủ đi nè, ngày mai mẹ lấy xe mẹ mua cho con uống nha. Dạ. Rồi, mẹ, cái chuyện cổ tích dân gian nha. Rồi, cổ tích dân gian. Ngày sữa, ngày sữa. Mẹ, mẹ, anh hai ngồi đây nữa nè. Thằng hai, ngồi nghe mẹ kể chuyện nha con. Dạ. Ngày sữa, ngày sữa. Mẹ, mẹ, có ba ngồi đây nữa. Anh yêu, ngồi kế bên em. Nghe em kể chuyện nha anh. Mẹ, mẹ, có ông bà nội ngồi đây nữa nè. Ba má. Ba má chồng. Ngồi nghe con kể chuyện nha ba má chồng. Mẹ, mẹ, ngày... có ông bà ngoại ngồi đây nữa. Ba má đẻ. Đẻ con cực khổ. Ngồi nghe con tâm sự nha ba má. Ngày... mẹ, mẹ, có cô đây đây. Mày lê lịa cái miệng của mày. Mày là con tao. Mày ngồi vô thì mày ngủ đi. Mày không ngủ. Cái miệng mày té lia, té lia, té lia. Tao đâu phải là làm dâu trăm họ, đâu phải là cô dâu 8 tuổi đâu. Ê, cái thằng dở hơi sơ chuối bán muối cuối đường bán đường trước ngõ là mày đó. Đám cái gãy hồng mày tin không? Nè, em cái là gì? Khách đó nha. Khách gì? Nè, tao nói cho mày biết, khách chẳng qua là một vị xẹt ngang qua cuộc đời của tao thôi. Nhưng mà hồi nãy chính miệng anh nói á, vị khách nào đầu tiên vô quán này á, anh sẽ phục vụ từ A tới Z. Vậy mà em vô quán anh là phục vụ mà anh quánh em vậy á hả? Trời ơi. Con trai của mẹ. Hả? Thằng phục vụ nào đánh con, nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ tới đó, mẹ sẽ kiếm chuyện với nó. Mẹ sẽ hỏi cho ra lẽ nhà nó ở đâu, quê quán nó ở đâu, thành phố nào, quận nào, huyện nào. Nói. Ôi à. Trời ơi. À. Anh ơi, anh ơi, anh có sao không anh? Trời ơi. Thôi thổi đi. Đau quá. Dạ dạ. Em ơi em. Anh nói nghe nè. Anh làm mẹ em được không? Không. Thôi anh mệt em quá à. Hồi nãy làm ngoại em cũng không được, bây giờ làm mẹ em cũng không được. Đây nè, cái menu nè. Uống cái gì? Chọn món đi cha. Uống trà sữa. Em uống trà sữa. Ừ. Đợi anh một chút nha. Dạ. Lẹ anh ơi, em cắt nước quá à. Rồi. Ha. Trà sữa, trân châu, xương sáo phô mai hân hạnh được phục vụ em. Dạ, cảm ơn anh. Khoan, đặt cái ly xuống. Lỡ trong ly có độc thì sao? Ờ. Thật ra nó không có độc. Anh nói nghe nè. Dạ. Không phải là anh không cho em uống. Em phải khuấy đều nó lên, hiểu không? Cho nó sủi bọt lên. Nó béo, nó ngon. Em uống nó mới đậm đà chứ đâu phải là anh không cho em uống đâu. Dạ. Em tên gì nè cưng? Dạ em tên Châu. Châu. Ơ làm gì vậy? Quen không biết gì hết hả? Không. Trời đất ơi, bây giờ là mốt đó em. Sao anh? Bây giờ người ta mua trà sữa để được ghi tên của mình lên trà sữa. Em hiểu không? Mà thôi đi. Mà nè, cái chất lượng sữa bên trong ngon hay dở kệ nó, chủ yếu là được có cái tên của mình trên bình trà sữa mà thôi. À. Mời em. Anh ơi, anh ơi. Hả? Dạ, miếng đá đi. Khách hàng là thượng đế. Đợi anh một chút. Dạ. Trời ơi, cái
gì vậy em? Em bị sao vậy? Anh ơi, tự nhiên em đang muốn lên trà sữa chứ. Em ơi, trong đó có gì mà làm em khó thở quá. Đâu có gì ngoài một chút mũ cao su với lại một chút nhớt. Hả? Trời ơi, thằng Tư này, bữa hôm tao đã nói rồi, bán nhớt gì mà để hai ba người hả mà người ta bị ngộ độc thực phẩm. Bây giờ tới lượt thằng này. Trời đất, em ơi bình tĩnh. Anh đưa em đi cấp cứu. Anh đưa em đi cấp cứu em ơi. Đi. Ui da, Ủa, em khỏe rồi hả? Làm sao mà tôi dễ bị anh dụ như vậy chứ? Xin được trân trọng giới thiệu cho anh biết, tôi là thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hả? Cả tháng nay tôi điều tra về quán của anh. Quán của anh bán mua những chất độc hại đó về làm những ly trà sữa để bán cho tất cả mọi người. Nhưng mà anh ơi, anh có bằng chứng không? Anh có bằng chứng không mà nói em chứ? Bằng chứng thứ nhất, tôi sẽ đem ly trà sữa này về để xét nghiệm. Bằng chứng thứ hai, tôi có tất cả những đơn tố cáo của những người uống trà sữa của anh và bị ngộ độc và nhập trong bệnh viện kìa. Dạ, anh ơi, em nói anh nghe. Thật ra là mấy cái người mà thưa kiện em á, họ là đối thủ của quán em. Họ biết quán em đã là quán gia truyền, cho nên họ ghen ăn tức ở. Anh xem xét giúp em nha. Lấy ra, nhanh. Tôi nói cho anh biết, đúng là quán của anh là quán gia truyền. Ba đời gia đình anh bán rất đông khách. Bởi vì sao? Bởi vì họ bán rất có tâm. Còn riêng anh mở quán trà sữa ra, anh mua các chất độc hại đó về làm những ly trà sữa, rồi học sinh nó uống nó ngộ độc, nó nhập viện. Chưa kể, rồi anh lỡ đi con anh uống ly trà sữa này ngộ độc rồi anh nghĩ như thế nào? Hả? Tôi nói cho anh biết, làm cái nghề này á thì phải có tâm với nghề, có tâm với tất cả mọi người thì anh mới đem về cái tầm mà gia đình anh đã để lại. Anh hiểu chứ? Có tâm với nghề thì mới đạt được cái tầm. Còn cái tầm mình đang có là tầm 7. Anh ơi, em biết lỗi của em rồi. Em xin lỗi anh tha lỗi cho em nha anh. Anh biết lỗi như vậy á thì tốt. Dạ. Còn bây giờ, sai phạm thì phải bị phạt. Theo tôi về phường. Anh ơi. Mau đến đây. Cha. Không qua đi. Đừng. Đừng quên nha. Cha. Ai ơi ai có đi qua hay lại đây xin giúp em một chút cha. Cha nào cha nấy em thơm thật thơm. Ai sợ qua sẽ nhớ hoài nè. Ai yai yai ya. Ai yai ya. Sợ nhanh đi đừng tiếc tiền. Ai yai yai ya. Ai yai ya. Sợ nhanh đi ôi dồi ôi. Sợ em đi. Xơi trà đi em cho xơi đã đời. Và xin chúc mừng cho thần Bảo Châu đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Tôi với lại Quỳnh Lập thắc mắc là cuối cùng tại sao khi nghe em lên thằng bán trà sữa tàu lao mà bưng bưng lên làm gì? Bị bắt xong rồi quay đầu là bờ á anh. À Hoàng Lương luôn á. À Hoàng Lương. Nói nghe là lần sau diễn kịch đó em nhớ phát rồi xua mỗi người một tờ để tao hiểu được cái mục đích coi. Tao coi xong hoang mang quá trời luôn á. Tụi em cứ bị là phải diễn hết. Có gì làm như lâu lâu tràn được sân khấu bự. Có nhiêu diễn quá trời diễn. Em phải cho biết là cái quán của em đang rất là đẹp, cái tiệm của em đang rất là ngon lành. Phải chi mà nó bị cháy cái quán này. Mà cái quán này là của ba mẹ em để lại. Bây giờ em không có tiền, em buôn gian bán lận thì người ta còn thông cảm thì em mới hoàn lương. Chị rất là đắc ý với cái dàn dựng của Gia Bảo là công an thực phẩm chức năng á, mời em về phường á. Ôi, cái đó là cái khó nhất của giải quyết mà mình bí lối hết đường giải quyết rồi. Như là diễn á, gung quá, mắt em ngơ ngơ em nhìn đâu á, sợ quá, gung quá. Lớp tập trung, lớp nhớ tuồng, lớp sợ, cho nên cái mắt á không có tập trung với ai á. Em chưa bao giờ dám nhìn thẳng mắt chị. Và tụi em nên nhớ là hài phải có tình huống bất ngờ, xúc tích. Còn ngay từ đầu em đã ế ẩm như thế này rồi, em bán buôn gian bán lận em ế là phải rồi, hiểu không? Cái gì mà lập cho người ta coi mà nó không có ai, nó đưa chị lên bàn thờ mấy lần luôn á. Chị lo là chị em báo thông tin chị chết hết sức, chị chụp hình thờ rồi chứ bộ chị ngồi ngay sang rồi chị đợi là một cái thàn một cái là xà xuống khóc liền. Chị để cái mặt rồi phát lần em làm chị lần nữa chị leo chị ngồi lên nữa ông dân cũng mừng hết sức luôn á. Thứ nãy thấy ò e rồi đó. Tới hồi động quan mà thấy tỉnh lại. Bạn đã đưa ra một cái thông điệp là trà sữa Trân Châu nó có rất nhiều cái chất bẩn độc hại trong đó. Đó là những người xấu làm, còn những người làm đàng hoàng thì không có chuyện đó. Nhưng chúng ta biết được cái nào xấu, cái nào tốt, người nào tử tế, người nào không tử tế. Cho nên trà sữa Trân Châu trong thời điểm này uống là coi chừng. Tôi chỉ chấm ở một cái thông điệp đó thôi.
Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân đã đóng lớp ý kiến cho tiết mục của Thượng Bảo Châu. Có thể là Thượng Bảo Châu đây là lần đầu tiên anh ta tham gia một cuộc thi lớn, anh ta chưa biết cấu tứ một kịch bản như thế nào, nhưng mà qua những lời nhận xét, những lời đóng góp của ban giám khảo thì chắc chắn vòng 2 Thượng Bảo Châu sẽ khác. Đúng. Con mình làm đàn bà con gái hiểu không, mình phải chịu khó làm mặt lên, mình phải cho nó đẹp chứ, lần nào mà mày cũng thích nguyên đoạn đường đi tới đây rồi nó trốn đâu được. Cái con này vậy đó, tao nói lần nào mà dắt nó đi làm mày làm mặt để đàn trai ra coi mắt là y chang nó cũng trốn à. Mén à, mén à, mén, mày đâu rồi mén? Làm gì? Con nè. Tại sao vậy hả? Đang đi với chi tiết rồi chui vô bụi rơm đứng là sao? Nghe lời tía hiểu không con? Đó bây giờ con chịu khó, hôm nay nè tía chọn được rồi cái người mà làm mặt cô dâu này thì coi như là đẹp nhất cái xóm mình, nổi tiếng nhất cái xóm mình, dắt con tới biểu nó làm mặt cho con hiểu không, cho nó đẹp lên. Hôm nay đàn trai tới thì coi coi mắt tía đã hẹn với người ta rồi hiểu chưa? Nghe. Con có làm đâu. Không con, mình làm lên cho nó đẹp gái con. Con đẹp rồi. Trời đất ơi. Nghe nè con, thiệt ra tại mày lỡ là con của tía hiểu không, nên tía cũng cắn răng cắn lợi tía chịu, chứ giờ mày mà đẹp là người ta chết đó con hiểu không, tía cắn lưỡi tía chết hiểu không con. Thôi nghe lời tía đi mần mặt đi con, cho nó đẹp, nghe, cho mặt mày nó đẹp ha. Con không có thích mần mặt mà tía ơi. Tại sao vậy, ai cũng thích đẹp mà con không thích đẹp. Con không có thích đẹp. Tại sao? Con thích độc. Nhưng mà là con độc quá là người ta ngộ độc, người ta chết con hiểu không? Làm ơn đi con cho nó đẹp nghe. Con nói thiệt cái tía không phải gì, nhưng mà con có một ước mơ của con. Coi rồi ước mơ gì nói tía nghe. Con nói nghe nè. Bình thường mình đã xấu rồi hiểu không? Đừng có cười tàn quạt như vậy, nó còn ghê hơn nữa hiểu không? Bình thường thôi. Ước mơ của con là... Cái gì? Con chờ một ngày con sẽ được gặp Bạch Mã Hoàng tử. Tía biết mà. Cho nên ngày hôm nay tía chọn kỹ rồi, con sẽ gặp Bạch Mã Hoàng tử hiểu không? Nói nghe nè, tía chat qua mạng rồi hiểu không? Qua internet, email rồi, nó đã chat Facebook với nhau rồi. Tía chọn được cho con một thằng Bạch Mã Hoàng tử. Ta nói nó cao 1m87. Trời ơi, xô xô vậy nè, bụng 6 múi trắng trẻo đẹp như hot boy Hàn Quốc vậy đấy không? Quan trọng là gia cảnh của nó rất giàu có, má của nó bán hộp sòn, hiểu không? Trời ơi, nickname là 7 hộp sòn mà còn công chúa kẹo mút nữa. Thế không? Con thấy không? Một người mẹ độc đáo vậy thế nào con trai nó rất là đẹp, biết coi hình rồi đẹp lắm. Nghe nghe, đi làm mặt nghe con, nghe. Đẹp quá. Tía thích đúng không? Tía thích. Lấy đi. Để tía lấy. Bà giỡn chơi hả? Con không thích. Trời ơi. Trời, tía lại con, mối này là mối thứ 10 rồi con hiểu không? Đừng có để nó hụt nữa nghe con. Tía đã cố gắng đăng hình con là đẹp lắm rồi, tía tuốt đồ này nọ 360 độ dữ dội lên. Bây giờ đàn trai nó tiệu rồi nó tới con mắt, quan trọng là mày phải đi làm mặt cho tía. Thôi đi con. Phải, con nói tía nghe nè. Nếu như mà bây giờ con đẹp quá đó là người ta thương con là gì? Cái bên ngoài của con thôi, không phải là gì cái con người của con. Nó nghe nè, nếu mà nó thương cái con người của con mà bên ngoài của con nó đẹp thì cũng đỡ hiểu không? Thương con người mà ở ngoài xấu quá người ta nhìn người ta cũng sợ hiểu không? Nhìn mày như ma vậy đó. Thôi tao nói nhiều quá rồi, đi vô làm mặt cho tao. Con đi không con thích mày. Mày đi, mày đi. Con ơi, con ở đây luôn, con không làm mặt đâu. Đi làm mặt đó, đi làm mặt đó. Trời ơi, con kìa, quang cảnh kìa, con thấy không, lúa rung rinh kìa. Trời ơi, nó đẹp như là cổ tích gì đó. Ôi, cái chỗ này á, đừng có khi dễ nghe chưa. Tuy là quê là nghèo vậy chứ, nhưng mà đại gia ở đó nghe không con. Ủa, tự nhiên giờ Minh kêu con lên đây làm gì? Cái thằng này sao mà cứ khờ ịt hoài vậy con? Con là con của Minh mà con không có dám mua một xíu nào, phải động nào, phải thông minh đi lấy vợ cho con chứ làm gì? Không được đâu, con có bạn thích rồi, bạn gái trên mạng rồi. Trời ơi con ơi, bạn gái sao? Bây giờ Minh đã chọn cho con một người vợ tương lai rồi. Trời ơi, tao nói nó đẹp, mà nó là con nhà giàu nữa, nó lung linh, nó xứng đôi vừa lứa với con lắm. Không được, ở trên mạng á con cũng có quen một cái bạn cũng dễ thương lắm. Bạn đó giống hả? Giống như là một nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nến na không ai sánh bằng vậy đó. Rồi bạn đó nói con là một chàng hoàng tử khôn ngô tuấn tú dũng cảm kiên trì không bao giờ bị khuất phục. Bạn đó hả có cái môi trái tim với mũi dọc dừa, con mắt hả con mắt lá liễu, còn lông mày bồ câu đẹp lắm. Ê, mày, 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 mày
nó lại gì cho Mâm nghe coi. Bạn nó có nét đẹp con mắt với lông mày sao? Dạ, dạ mắt lá liễu lông mày bồ câu. Mắt lá liễu lông mày bồ câu. Dạ. Ê, con có nói ngược không con? Người ta là mắt bồ câu lông mày lá liễu mới là đẹp con à. Chứ mắt lá liễu mà lông mày bồ câu là nó kỳ lắm con. Dạ không có, tại vì cái những cái chuẩn mực của Mâm á là người thường, còn chuẩn mực của bạn gái con là hot girl. Dạ. Cô sao cái nét giống hot dog vậy con? À, con cũng biết nữa nhưng mà đó với con đó là đẹp. Trời ơi con ơi, con khổ quá đi. Trời ơi đây nè, Mâm nói con nghe, con đã xấu như vậy rồi, con xấu banh xác như vậy rồi thì phải lấy vợ đẹp thì con của con nó mới không có xấu giống con hiểu không? Sao Mâm nói vậy trong khi con đi học, cô giáo lúc nào cũng nói con là có cái mặt tiến tới, cái mặt là sao? Mặt con lúc nào cũng đi lên, cái chiều hướng đi lên, mặt con mặt sáng sủa. Đi lên hồi nào? Cứ mặt mà đi xuống không đi lên hồi nào? Mày có đẻ ngược không vậy con? Chị đem mắt kiến làm chi, con đâu có bị cận đâu, tự nhiên ền ền cái mắt kiến vô, mắt kiến không trồng con móc gèn đâu được đâu. Trời ơi móc gèn thoải mái đây nè, đó dục nè, hai cục gèn bự chắc dục nè, thấy chưa? Phải đeo mắt kiến vô thì mới giống người trí thức. Đây nè, tháo mắt kiến ra nè, trời ơi như chúa ngục chúa ôm vậy đó, nó xấu mà nó xấu đê tiện luôn vậy đó hà sao, con à? Sao mẹ sao Mâm nói con vậy được? Nói nhỏ Mâm đẻ con ra Mâm nói mặt con baby cute đáng yêu, càng lớn tự nhiên Mâm miệt thị con à? Chứ hồi nhỏ con dễ thương mà lớn là con xài hao, cái nhan sắc của con quá thì nó xấu chứ sao? Ôi mày trời ơi, con gái tao đẻ ra là đẹp nhất. Mày không làm được thì thôi, mà mắc gì mày miệt thị con tao? Trời, tại nó xấu tao mới đem tới cho mày làm mặt. Nó không chịu làm mặt thì mày trói nó lại, hiểu không? Mày làm gì nào mặt nó đẹp đi, tao trả tiền. Xin lỗi mày à, đừng có đấy mà 500 ngàn, 700 ngàn, 1 triệu cỡ nào tao cũng làm. Ui da! Gì vậy? Ai da! Con chết con rồi, ai da! Ai da! Trời ơi! Ai da! Chú đi đứng cẩn thận xíu. Xin lỗi con. Ê, cha già kia, hả? Đã già rồi mà còn mắc đuôi nữa là sao hả? Cái đường rộng thênh thang gì nè, chưa chỗ cho ông bà nội của ông nằm hay sao mà né ra chi là đụng tôi vậy hả? Hả? Chị Bảy. Gì? Bảy, tôi nói nghe. Sao biết tôi thứ bảy mà kêu tôi hả? Thường là tôi kêu Đại vậy đó chị. Đại gì? Dạ. Ủa, ba ông tên Đại, má ông tên Đại, sao kêu tên Đại? Dạ không, ba má tôi mà tên Đại là tôi kêu tên Tiểu rồi. Là sao? Nè thôi bà Tám, nghe tôi nói nè. Thật ra tôi có... Ủa vậy hả? Rồi bà Bảy nè, nghe tôi nói nè, cái chuyện tôi đụng chị thì từ từ tôi xin lỗi. Là cái gì mày xấu xổ 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 vô mặt ta vậy? Hả? Đờn bà con gái cái gì cũng vừa phải đi chứ trời ơi. Ê, đã già mà còn xấu nữa. Xấu vậy hả? Giữ nết nữa. Tôi xin lỗi ông nè. Cái mặt ông không hề có ý định là sẽ xin lỗi tôi. Tôi biết trong mắt của ông nói là ê con mẹ già cái đứng chi chặt đường để tôi đụng ráng chịu, đúng không? Nói gì nè, coi dùm quẻ bói rồi công nhận bà hay dễ sợ á, bà nói đúng luôn á. Ý đồ ông vậy luôn hả? À, trời đất ơi, quan trọng quá đó, con thấy chưa? Xin lỗi bà. Người đàn ông này không có tư cách. Người ta đi ra từ từ, mặt gì chửi người ta mù này mù nọ, tôi thấy đường, tôi thấy rất rõ. Đây nè, thấy không? Hai mắt nè, mũi miệng nè, hai cái... Cái gì? Hột hột xoàng. Ông mắc nói giọng đục như người tôi vậy hả? Trời ông muốn gì? Ông muốn ăn tôi hả? Trời xin lỗi ông. Đừng à. Có mơ, đừng có mơ. Gì? Xin lỗi à. Ở đây nè, ở đây nhìn già chứ nhiều người muốn hốt lắm mà chưa tới phiên cô à con. Muốn hốt cốt ông hay làm gì? Dễ thợ ông hay làm gì? Đàn ông nhau mà không có tư cách. Trời ơi, người đàn ông gì mà hả? Vô duyên bất lịch sự. Đụng đàn bà phụ nữ xinh đẹp mà không một lời xin lỗi là sao trời chứ? Ơi, nghe hú hồn không? Xinh đẹp. Trời đất ơi, làm ơn nghe thím Bảy nó nghe. Nhà không có kiến thì cũng phải có giếng, hiểu không? Làm ơn. Ông chửi cho mọi người, ông khi dễ quá hả? Bà đẹp, tôi nghe tức cười quá à. Không, nghe mắt ấu đấy bà. Con ơi, Mâm đẹp không con? Dạ không. Đẹp. Công nhận thấy chưa? Trời đất sao ơi. Sao con khờ quá vậy con hả? Mâm đâu có giận đâu, Mâm đâu có giận đâu. Thấy không? Con nít nó thật thà, công nhận trời. Trời ơi công nhận, thằng nhỏ con xấu bên nhà lòng luôn con. Công nhận nó nghe nè, ai đẻ ra mày vậy? Trời ơi cái thứ nào mà đẻ ra mày rồi xấu quá con ơi. Tôi đẻ đó. Trời ơi hèn chi mà mẹ vậy ra đứa con vậy là đúng rồi. Đúng cái gì đâu, nó giống cha nó xấu, còn tôi nói giống tôi nó đẹp. Trời ơi. Vậy mà đẹp ta, xin lỗi bỏ qua đi ngang. Ờ đừng có mơ tại tím bảy ơi. Không biết mặt cha đó thôi, tại vì tôi lấy chồng, tôi lấy bậy cho nên là đó là con quan, nó không có cha. Cho nên ông mới không biết mặt cha đó. Công nhận nghe càng ngày càng thông minh sáng suốt. Tao nói có bao nhiêu chuyện xấu khai ra hết à, trời ơi. Đúng rồi, là con quan thì tôi nói là con quan. Già rồi có tuổi rồi chán đầy nếp nhăn mà làm như là não phẳng phải không? Xin lỗi ông nha, ông nói là xúc phạm tôi, ông nói cái gì là não phẳng? Tôi có não đâu mà phẳng chứ. Trời không có não mà biết não đâu hết trơn á. Bây giờ ông sao bây giờ. Ê cái gì vậy? Ông có xin lỗi tôi hả? Tôi không xin lỗi. Xin lỗi tôi hả? Nè bà chị kia bà làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Được. Nặng quá.
đừng có kéo lên con, cái thế này đang được. Mẹ, lần đầu tiên tía thấy hiệu quả của mặt xấu. Không, cái mặt con đưa ra bà đó, bà chạy mất mùa. Nó không về, hay quá, thôi được rồi. Mà sao vậy, sao ra đây vậy? Tía kêu thằng đó nó quá trang cho con mà. Nó make up, nó mặc khi về cho con đẹp lên rồi. Nó đâu sao mặt y chang vậy? Nó đi rồi. Sao nó đi vậy? Nó nói là nó cần một người để cho nó làm mặt cho mặt đẹp. Nó vẽ lên cái mặt con, nó tưởng tranh biếm họa. Nó nói là nó tặng con cái thùng luôn rồi, cho con muốn mượn gì mừng. Thùng này thùng gì con? Thùng make up. Là thùng đồ nghề của nó đó hả? Dạ nó đi rồi. Là nó bó tay với con luôn rồi đó hả? Mẹ ơi, hình như cái thùng này là thùng thứ 10 mà con có ở nhà thấy không? Lần nào chắc nó đi make up xong, người maquillage cũng cho nó một thùng đem về tự làm hết trơn. Trời thì đời thôi, con dở cái thùng ở nhà rồi tí mừng cho con. Ôi. Ủa mà cái cô đó là ai mà tự nhiên ê tí đi gây lộn với người ta vậy tí? Ai biết đâu nè. Nè bà kia, tôi lịch sự lắm, có tham của rớt vàng rớt vòng nè, quay lại lấy nè bà. Rớt gớt luôn. Nhẹ quá trời, trả đi. Không, đó là người là người đó. Trời ơi. Ủa vậy? Là người sao xấu như ma vậy má? Xấu như vậy? Thằng cha mày ở ác lắm mấy hôm con, cho nên đẻ con gái nó xấu như thế này này. Là tôi đó bà. Là tôi đó bà. Lắm mà tôi nghĩ thế nào cha nó cũng là ông, bởi vì sao ông ác quá mà để con gái xấu vậy, tội nghiệp con gái, từ cha đi con, đừng có nhận ở thằng cha làm gì nữa. Dòm vậy thôi hiểu không? Đấy không? Nó không được đẹp một cách bình thường. Nó bình thường mà. Nhưng nó xấu tự nhiên. Trời thấy không? Cái gì tự nhiên cũng tốt. Coi vậy đó chứ hot boy là tới hot đây nè. Xin lỗi nghe ha. Tôi là chấm rễ rồi đó. Tao nói một thằng hot boy 1m87, bụng 6 múi, da trắng mịn, mặt mày căng đẹp như Hàn Quốc. Mà xin lỗi nha, da thế của nó là da thế khủng nha. Má nó bán hột xoàng, 7 hột xoàng chứ phải thường đâu. Xin lỗi ông á, có con 7 hột xoàng thiệt thì đứng đây thì không có con nào mà hột xoàng bằng tôi hết trơn á. Trời tôi ơi. Là con 7 hột xoàng nổi tiếng nhất cái xứ tôi ở. Và con của tôi á, một khi tôi đã chọn bà... Ông làm gì vậy? Ông làm tư vậy? Hả? Bà mới nói cái gì? Tôi là con 7 hột xoàng cái xứ này, đừng hòng mà ai mà cạnh tranh với tôi. 7 hột xoàng? Là người mà tía quen ở trên Facebook không chị? Nickname là công chúa kẹo mút hả? Sao biết? Seven Trần. Seven Trần. Hot boy miệt vườn. Ông Seven Trần. Có chết đó, đó. Bà xui da của tía. Trời ơi, Seven Trần là cái ông mà đẹp trai mà tưởng là rách biết đó con. Trời ơi, bây giờ mình đây là rách rưới nè con. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đưa hình lên Facebook, trời tớ đẹp lộng lẫy y như là diễn viên Hollywood vậy đó. Mà nghĩ là y như ở ngoài đời, y như con chuột vậy đó. Trời ơi, cái đó là công nghệ thôi, thời đại thôi, hiểu không? Trời lên ơi. Mạng mà ai muốn làm gì làm. Trời ơi, vậy con gái ông là nhỏ nào? Đây, con nhỏ mà có nét đẹp như hàng Nga tái thế. Đây. Anh Angelina Jolie mén. Mén. Con ơi. Mầm xin lỗi con, thôi mình về con. Sao vậy mầm mầm vậy? Ê, chạy. Khoan. Mầm bà bảy. Ở đây làm gì? Ba là 7 hột xoàng. Vậy con trai bà thằng ráp lũng. Trời ơi, má ơi, hot boy 1m87, bụng 6 múi, da mặt căng mịn như Hàn Quốc là vậy đó hả? Đẹp trai ghê chưa đẹp, ở ngoài đời nó đẹp hơn trong hình nữa phải không? Trời ơi, tôi biết mà. Nói nghe chắc bà cả 80 con chuột mới ra được cái thằng con này, bà quăng lên mạng cho tôi coi đi phải không? Không biết hả, nhà tôi là sản xuất chuột cà di tính. Không bán được chai hết, má con tôi tự xài hết trơn mà không sản xuất kịp luôn á. Xin lỗi. Thiệt ra là ở trên mạng thì mình thấy ở bển cũng đẹp ha. Chắc cũng bấy Photoshop bấy hết trơn đó phải không? Xin lỗi, Photoshop bây giờ là bình thường. Cái gì? 360 độ. Hèn chi, ảo mạnh quá, ảo tự sức mạnh quá à, nghĩ sao vậy hả? Nè, thôi bây giờ vậy. Sao? Ấy ơi, nói nghe nè. Sao? Trên mạng thì mình thấy ấy cũng đẹp.
con ấy cũng đẹp nên mình mới quyết định là mình định gả con gái yêu, con gái rượu của mình giấy. Còn xin lỗi nha, gặp cái kiểu này là dở mộng rồi, không có xui da gì nữa nha. Xin lỗi nha ông, khỏi từ chối, tôi muốn về từ đầu rồi chứ phải đợi ông từ chối tôi mới về đâu. Nghĩ sao vậy, nghèo rớt mồng tơi, xấu banh nhà lòng như vậy mà nói là trời là người nổi tiếng, là người giàu có. Xin lỗi ông nha, mẹ con tôi không bao giờ muốn làm xui làm da gì với mấy người đâu, nghe chưa, đừng có mơ à. Xin lỗi chị à, tôi cũng không có mộng đâu xui da gì thứ chị. Đi về con. Quay về đã tiếc. Sao? Trời ơi. Nãy giờ chê mình quá, sỉ nhục mình quá rồi. Bây giờ lỡ rồi, con lấy cái mặt xấu của con ra con dũi luôn. Bác nguyên nhân sắc đi con. Đây là đưa cho con lên đây luôn. Quay đầu nó đi con cho nó sợ. Trời ơi. Lỡ. Làm việc nhau lỡ. Xấu này giờ làm việc nhau nè. Xấu bằng con cơ mà nói. À, xin lỗi chị à. Nó. Gì vậy con? Nè 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 nè, công chúa xinh đẹp thì mới nè. Không ai sánh bằng. Cái gì vậy con? Hết rồi, Bạch Mã Hoàng tử ở trên Facebook. Gì vậy? Tụi con biết nhau rồi hả? Đây là măng lá liễu lông mày bồ câu. Mắt lá liễu lông mày bồ câu là như vậy hết trời. Trời sao xấu quá vậy con ơi, đi về thôi. Không, đối với con đây là rất là đẹp. Đây chính là hot girl của con. Nàng. Lũng. Mẹ. Lũng ơi, có sao vậy? Lũng. Trời ơi. Cái gì vậy? Đi về. Đi về nha con, đi về. Không, nghe lời tía con. Đi về, con ơi. Đi về. Không có đi về được. Sao vậy? Vậy? Tụi con là trời sinh một cặp. Không có phu thê phu thiết gì hết trơn á. Nghĩ làm sao vậy? Đi dạy đi. Nè, ông nghĩ làm sao vậy? Ông có biết dạy con không vậy hả? Vậy thì bà có biết dạy con, xin lỗi bà. Con xấu như vậy á, mà nghĩ chắc làm sao bà đẹp bà lấy con tôi. Bộ con bà đẹp bà, tôi nói thiệt mà, tôi không đồng ý. Bởi vì tôi muốn thế hệ F2 của gia đình tôi nó phải giống người. Thế hệ F1 không giống người hơn ông nữa. Xin lỗi bà. F2 đi. Gì vậy? Tím lại, tụi con sẽ cưới nhau, không có gì có thể chia cắt được. Không. Tao muốn cháu của tao phải đẹp. Tía muốn cháu của tía phải giống người. Tụm lại bây giờ ba má có cho tụi con cưới không? Không. Vậy thôi giờ ba má đi mua cái lu lớn đi. Gì? Bỏ hai con vô trống. Rồi tụi tao làm sao? Gì? Bỏ muối vô. Gì? Làm mắm. Ưng ai à, thổ địa thần tài đất đai dương trạch phù hộ cho tía con ổng có nhiều sức khỏe để kiếm tiền nuôi gia đình. Má. Sao tới giờ này mà cũng chưa thấy tía với chồng con về nữa? Ôi con lo gì, tía con ổng đâu có dám la cà đâu mà con lo. Cái này chắc là đẩy rồi thêm một xe nghe, rồi hai người giác nghe. Bữa nay tiền nhiều hơn hồi bữa đó con ơi. Má mai xong chưa? Để chiều nay con đem hàng giao cho người ta luôn. Ôi trời ơi, còn hai cái nữa mới xong. 3 ngày làm đâu được chừng 3,000 cái gì đó. Có mấy chục ngàn đồng bạc à. Đúng là làm đồng tiền đổ mồ hôi sốt mắt mà. Còn con cũng vậy, làm suốt cả ngày à, chỉ có được vài chục ngàn. Vậy á mà con thấy thiên hạ ăn chơi suốt sáng thâu đêm. Tiền triệu bạc trăm dứt rải dài dài trong những quán ăn nhà hàng thiếu vua. Tiền kiếm nơi nào mà họ xài chẳng xót xa. Đúng là người ta ba thứ người ta mà. Chắc chắn á, không phải tiền của họ làm ra, và họ cũng chẳng bao giờ khổ cực như chúng ta. Nhưng mà con ơi, số phận của mỗi người có tài mà kém đức thì ai cũng như ai. Con cũng nghĩ vậy đó má. Đừng có lên voi, làm gì có ngày xuống chó ha má. Ôi, cởi voi cởi chó làm gì cho mắc công lo sợ. Cởi chồng là chắc ăn hơn con. Nè, nhớ không thay đổi cách quản lý. Ừ. Ý, tí con về tới nè, coi dọn cơm con. Dạ. Đàng hoàng đi. Trông mặt quá. Trông mặt quá. Tía ơi, trông mặt. Xe thắng hết ăn luôn. Tía ơi. Gì vậy? Tía đâu rồi? Đây nè. Bộ mắt mày nghiêm trọng lắm hả? Không biết nữa tía ơi. Không thấy gì luôn hả? Mày ngon. Không thấy. Mày ngon. Không thấy. Sao không thấy sao đỡ? Không đỡ đuôi con mắt sao? Sao mày nói không thấy? Tía. Gì?
công nhận tí 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 hay quá ha. Người giá dám ở ở ở chỗ 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 làm cá độ với người ta ăn 30 trứng hột vịt lộn. Trời trời Phật đất địa ơi, được có 150 rồi. Gan quá trời quá đất à. Lỡ chứ bị sình bụng sao? Bể bụng chứ bà sình gì. Ráng nuốt kiếm tiền nuôi vợ con mà. Bây giờ nhắc tới hột vịt lộn là ói liền đấy biết không? Mày cũng vừa gì? Tướng mày lớn gì đồ vật lộn, thằng kia ăn mấy trăm ngàn mà vật lộn vừa xém chết. Nó đánh đứt hai bóng đèn là chưa vừa lòng mày hả? Cũng gì anh dùng tấm áo. Thôi được. Bây giờ tiền đâu? Tiền nè, giấy giữ đi. Giấu giấu đâu? Lộn đến tục thằng Tài à. À, có mua trái cây. Má, ăn trái cây trước hay là ăn... Để trái cây đi. Hai con. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Bỏ bầm kia đi, chút xíu nữa là ăn cơm mà sẽ... Dạ. Tía ơi, mà nhà mình có trồng cây chôm chôm á tía. Chôm chôm cái ông nội mày. Trời ơi, cái đầu tôi mà nó bươi vậy nè. Xin lỗi má. Cái thằng quỷ này nó đuôi là sao mà. Xin lỗi má. Tía ơi, tía đâu rồi tía? Tía à? Tía ơi, mày đi đâu vậy? Trời ơi, đi đâu vậy? Đây. Trời ơi, định ám sát cái thằng này. Không có dao nè vợ. Con mắc ăn sao vậy? Hả? Liên. Dạ. Không thay đổi kinh quản lý. Dạ. Mắc sao vậy? Mắt anh bị té. Ở đâu? Té ở té vô tay thằng kia, té ngay chỗ này nè, té bụp vậy. Té thẳng vô. Đắp muối chưa? Đắp muối rồi, không sao đâu, chút xíu hết mà. Ăn cơm vợ đi. Đừng lo. Tía ơi. Đây nè. Đi thẳng. Ngồi đâu tía? Đi thẳng đi, đưa ra đây. Rồi ngồi xuống. Tía. Gì? Chén. Tía. Đũa. Tía. Gì nữa? Đồ ăn. Trời Phật đất địa ơi. Gì mà cho có chút xíu đồ ăn à. Mày đuôi mà con biết biết nhỏ miếng lớn nữa hả mày? Con hửi biết nhỏ lớn liền. Tôi chưa có thay đổi quy định mà. Sao em re vậy ta? Quên. Thưa má, con với tía bữa nay làm người được 70 ngàn, hai người là 140. Thì tôi cũng dành dụm để lo cho gia đình chứ. Đâu dâu đút cho ai. Để còn lo đóng hết tiền điện, tiền nước. Biết vậy sao hôm nào về chợ hạch hỏi mới được. Làm như mấy người làm để nuôi tụi tôi vậy á. Biết rồi. Đi ra con. Má bữa nay hả, thương tía cho nên mua cho tía một cái món mới. Phải vậy mới được chứ. Đó, bữa nay mình không ăn cá nhiều nữa, mình ăn bò. Cái món gì? Tía, con đang thèm bò. Đây, hột vịt lộn. Tía ăn hột vịt lộn mày tía. Mày có tin là tao ối ra 30 con vịt ngoài đường liền không? Ối ra đây không? Ối ra liền không? Tía không thích ăn hột vịt lộn đâu, để con ăn. Mày muốn ăn mà ra sao ăn? Cái mùi hột vịt lộn là tao chết liền, bây giờ mày biết không? Nè, cái này mới lạ nghe. Hôm qua nói với tôi thèm ăn hột vịt lộn, bữa nay tôi mua cho ăn, không ăn là sao? Ăn ở đâu rồi hả? Đâu có ăn đâu. Xuống liền, chết tao chết liền. Không ăn cơm đi đâu vậy? Đi làm một cái công việc mà không ai thay thế được. Là gì? Giết tô lô. Vô toilet. Bữa nay thay đổi khí hậu, hồi nữa là tía không thèm ăn vịt lộn. Chút nữa hai vợ chồng mình ăn. Ngon. Tía để đâu rồi? Ngay chỗ cũ luôn. Tới con nha. Đi đi. Lên đường. Hai con. Hả? Đi đâu vậy? Đi làm chuyện mà không ai thay thế được. Đúng rồi. Hết tao luôn. Quá đã. Đã cái đầu mày. Trong toilet có gì trọng mà đã con? Đâu có gì đâu tía.
Sao? Má. Tía. Công nhận tía hay quá. Tía vô tía làm một hơi ngơ dài như Châu Thanh vậy. Con bắt trước tía, con làm một hơi như là Phượng Hằng vậy đó. Còn chút. Công nhận thôi tía. Cái gì mà mình giấu diếm diếm á, công nhận sướng thì ăn ngon. Nè. Trong nhà này không có gì bí mật nha. Hai người đang nói lén tôi đó phải không? Đâu có đâu. Tía ăn cơm đi tía. Trời ơi, không ăn cơm đi đâu nữa. Đi làm cái công việc không ai thay thế được. Ghét tôi luôn. Con. Dạ. Tía con bộ ông bệnh gì dữ lắm hay là ông đau thận mà ông đi trong đó hoài vậy con? Thôi má ơi, má để ý làm chi ba cái chuyện giặt giảnh đó. Mình chỉ để ý cái hậu bao của họ là được rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, cha già biến thái. Nè, vô đây hỏi coi, trong toilet có gì trọng mà tuyệt vời hả? Trong toilet có cái vòi nước chứ có cái gì khổ lãng nhất. Định đi làm cái chuyện không ai thay thế được nữa phải không? Yes sir. Má coi chồng con đi ra ngoài làm cái gì vậy? Má vô trong toilet má rình giùm con đi. Trời ơi, con quỷ này chồng mẹ trong toilet mỉa tao rình. Ê con quên, để con. Đi ra ngoài nhậu đó. Biết rồi, mùi đầy hết trơn nè mày ơi. Bể rồi tía ơi. Nhéo đầu la. Ừ, bây giờ nhéo thiệt nè. Ông mà la gì quỉnh. Nè, tại sao hai người lén lút ra sao? Để tự do uống rượu qua mặt chúng ta vi phạm vào quy gia. Tôi quy định cho ông mỗi tháng chỉ hai lần được nhậu. Tại sao dám qua mặt tôi? Ủa, ông muốn chết phải không? Bà ơi, đâu có nhiều nhỏi gì, cũng đâu hao tốn tới tiền lương đâu. Dạ, tại tôi ăn 30 trứng hột vịt lộn rồi nên vợ bụng mới bị trương hơi. Tôi nói chơi không, buồn vui gì, còn nước không có được nhậu. Già nói còn không nghe, tuổi trẻ làm sao nghe. Tôi tưởng ông đau chứ. Sức chịu nổi ơi. Mình đi điên hả? Tôi tính là ăn chút xíu. Đấy. Nè, tí ăn hộp vịt lộn bị trương hơi, còn anh? Anh có ăn đâu mà cũng bị trương hơi hả? Anh không ăn mà anh ơi, nhà con tôi gà chết có nhà không? Nhà có khách đi ơi, nhà có khách. Cái gì để người ta chờ đợi hoài vậy trời? Nhà con tôi gà chết đâu ơi? Hả? Làm ăn gì vậy hả? Nhà con tôi gà chết đâu? Hả? Ôi, phải nhà này nhà cho con tôi gà chết đâu? Không thấy ai đâu hả? Hả? Ba có chuyện gì vậy chú? Ai đây? À, vợ hay khờ phải không? Chú nói cho con nhiều lần rồi, cái nickname của chú là Nít Lâm mà mày cứ kêu Lâm Lâm hoài làm sao hả? Nít Lâm là gì chú? 5 lít. Ừ. Vậy là chú uống tới 5 lít dữ vậy đó hả? 5 xị là tao còn đứt cơ chứ làm gì tới 5 lít thì xe đã rồi đây. Vô nói chuyện với cha con tôi gài chết rồi. Làm ăn cái gì sống nhăn mày đi qua bên kia rồi hả? Trời ơi. Sai quá rồi về ngủ đi. Bữa nay đâu tới ngày đâu mà qua đây. Ai nói với chị là tôi sai. Dứt khoát là bữa nay là phải có cái ngày nhậu ở đây nè. Chỗ này là phải có cái ngày nhậu. Cha con anh nè, làm ăn sống nhăn à. Làm tôi hẹn tôi chờ rồi ngoài quán của bà Tư Ú chờ. Rồi coi như nắng chang chang ở trên ở trời. Vậy mà nói tủ phùng tri kỷ. Trời đất ơi, chị nói không có nhậu hả chị Tư? Không có nhậu mà hột vịt lộn nè, rượu nè. Rồi, thấy không, quá đáng. Hai cha con quá đáng. Chơi như vậy là chơi không đẹp. Chơi như vậy là chơi không phải anh em, không phải tri kỷ, thấy không? Tội quá hai cha con anh. Phạt. Tôi uống nè. Rượu của tao á. Trời ơi, chú Năm ơi là chú Năm. Không có tiền, không có bạc mà tối ngày ăn nhậu hoài hả? Đó, chị tối ngày cứ là tiền với bạc. Bởi nói phụ nữ là cái bếp núc ở nhà.
Hỏi chị sáng nay hai cha con Tư Gà chết đi làm về đưa cho chị bao nhiêu tiền? Chị nhớ một lần. Bao nhiêu nói cho tôi nghe. Rồi 70. Vậy chắc tôi cười chết quá. Trời ơi, bởi chị không có biết gì chân. Cha con bữa nay đi làm ở trong nhà máy ăn cá độ. Cá độ mấy trăm ngàn. Hẹn tôi ra quán ba tư uống nhậu, tôi chờ nắng chăng chăng, không thấy mặt mày cha con. Bởi chơi như vậy mà nói là tử phùng tri kỷ thiên bơi thổ phạt á. Ra chưa đi, ra. Tôi phạt tôi đi. Không được. Đối xử với nhau như vậy không phải là tình bạn bè. Chỉ có mà đúng không? Nhậu có nhau, lúc ăn cá độ cũng có nhau. Tại sao lúc nhậu... Một cái ghế lên đầu là mày cười hoài luôn. Một cái ghế đập lên đầu là mày cười hoài luôn. Gì ghế thì đâu, quán nhậu gì đâu, làm gì hai gia đình gì căng thẳng cái gì. Không nhậu chỗ này tôi nhậu chỗ khác cái gì đâu. Ai là anh hẹn với tôi thôi mà. Làm gì quá đáng hả? Gì căng thẳng rồi. Sao tia? Quay ra sao? Dòng ngõ sao? Dòng ngõ sao biến liền, dọn liền. Sao đi đứng lại? Tia ơi, bị kẹt hẻm cục rồi. Thẳng bước. Bên phải, quẹo. Xong đi nữa tia. Vợ. Vợ ai? Giờ em đã là vợ người ta. Trời ơi. Vợ ta nữa. Chặn đường luôn hết đi được. Sao vậy tia? Không phải vợ tao. Cứ rắn lên, cứ rắn lên. Vợ ai? Vợ ai? Giờ em đã là vợ người tôi. Dấu tiền rồi nữa ha. Ngon. Ngon ha. Dấu tiền riêng ha. Dấu tiền riêng để nuôi con nào? Đâu nuôi nào đâu. Tiền ở đâu mà có? Tiền cá. Độ. Cá độ. Độ gì? Tía ăn ba chục hồ hộp thịt lộn rồi được một trăm gãy. Còn anh giật lộn với thằng kia bị đứt hết bóng được ba. Hả? 300 hả? 200 gãy. Sao mà ba rồi 200 gãy là sao? 50 ngàn bị bẻ cò. Nói tóm lại là hai người được bao nhiêu? 450. Ông muốn ra coi tôi cũng... Ông nói chết bây giờ. Hả? Ông muốn chết là sao mà ông nuốt tới 30 hộp thịt lộn hả? Ráng nuốt kiếm tiền tôi sợ. Còn ông nữa? Hả? Ông muốn giật phổi hay sao mà đánh lộn với người ta vậy? Muốn kiếm thêm lo gia đình. Tiền đâu rồi? Đâu? Tiền đâu rồi tía? Mất tiền rồi. Ông ơi, ông có tin tiền móc không ông? Tin. Bà làm tôi sợ quá. Tin. Trời ơi, tức chết đi được. Sống với một người chồng như thế này giả dối vậy nè, giấu tiền riêng để mà nuôi ghệ nhí nè. Ủa, bà sao ơi? Chúng ta tôi đập đầu tôi chết chứ không sống với anh nữa. Tôi đập đầu tôi chết đi nè, vô cái giường đi. Bà xã ơi, anh nào phải đâu là kẻ lọc lừa đi qua giả dối đi ngoài, chứng có cao xanh, có trời, có Phật, thổ địa, thần linh, ông bà chân gia. Quỷ gia làm gì vậy? Nó tụng thì mình sám hối thôi chứ. Trời ơi, đổ lỗ tai ta. Chừng giam cho lòng anh thiệt thà ngay thẳng, chẳng giấu tiền riêng đem tài xã lan, mà anh chỉ len ma vợ và em lấy tiền cá đồ của anh và tía mà đem giấu dưới. Dưới đích ông thần tài. Trời ơi, trời ơi, quá trời gan rồi ha, gan quá rồi. Ba trăm nãy con đưa má anh trai 140 nữa là 440, còn 10 ngàn hồi nãy. Uống nước miếng à. Tiếc lắm mấy ông nè, cất lại đi. Bà cất tiền rồi nha. Cất tiền đâu phải em đâu, ông già cái đầu nè, không có làm gương còn suối con rể làm bậy, không có nói nhiều.
chiều nay cắt, tối nay ngủ trong nhà cắt, hai người ra ngoài đường ngủ chung với muội đi. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về điệp cùng lang chung bước. Ôi tiếng mõ hồi chuông từ đâu vọng đến, cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lang khóc đợi người đi. Anh ơi, lần cuối gặp nhau lang khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành điệp ơi lang cắt ta. Không thay đổi, đổi cách quản lý. Trời ơi, hẹn hò gì đâu mà chán quá. Ê, ê, mà mấy bà, ngày mai á, mấy bà có đi sinh nhật, đi đám cưới của thằng Sủng không? Không. Ngày mai là không một người nào được vắng mặt nha chưa? Sao tôi vậy? Đã nói rồi. Tại sao? Hai đứa là ghế phụ, hai đứa là dâu phụ thì làm sao mà vắng mặt được. Tôi make up dạo cũng không được vắng mặt luôn. Chơi chung chỉ có 6 đứa thôi mà 5 đứa ngồi đây bàn cái chuyện ngày mai không đi sinh nhật người ta làm sao? Đám cưới. Ờ, đám cưới. Mà đó, thằng đó nó lấy vợ là mừng cho nó, chứ tao tưởng là nó ế luôn rồi. Chính xác. Tao chưa thấy trên đời này một con đàn ông nào mà nó hát già hát như cái con trẻ tuổi hơn tao. Trẻ tuổi hơn tao mà cái mặt già hơn mày. Dễ sợ. Râu ria thì bờm sờm, thằng đó vớt được cái mái tóc thôi. Không có cái mái tóc là không có làm cái gì được. Trời ơi, thôi đi mấy ông ơi. Mấy ông lo mấy ông. Ê, ê, ê. Ê, con bánh bèo kia. Ngại, một năm nữa thôi là chỉ có chồng rồi nhớ cưng. Trời ơi, anh em của bà. Thôi, 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 đừng có cãi nữa. Ủa, bữa nay Sủng nó nói á, là nó khao tụi mình nguyên một ngày. Mà sao giờ không thấy nó ra? Ê, ê, đúng rồi đó. Nó nói á, là sáng đi cà phê, chưa đi đá banh, tối á nó còn kiếm cái gì cái kèo độ nhậu để tiệc chia tay của nó nữa, mà sao giờ này chưa thấy nó tới. Cưng, 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 cưng dùng cái đầu cưng suy nghĩ được không? Cái đầu cưng để chân chơi vậy thôi đó hả? Ngày mai người ta cưới vợ rồi, nghĩ làm sao bữa nay ra đây ngồi chơi với tụi mình, cái kèo này coi như hủy. Trời ơi. Thôi thằng Sủng hả? Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi, ngày mai tôi tự giả cuộc đời, độc thân vui tinh. Từ mai tôi sẽ có vợ rồi, đời tôi sẽ tỏa sáng ngời ngời, cũng có khi lạnh ít dữ nhiều. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá, ừ tôi tu rồi. Từ ngày mai không còn bi lon chỉ là cơm ngon như chuyện cô tức, vì tôi yêu giờ tôi làm các chiến hữu của tôi ơi, đừng gù ghê tôi nữa nha, ôi có giờ là tôi ngoan rồi. Các chiến hữu của tôi ơi, từ nay xin gác kiếm thôi, để giờ buồn là không yên đâu. Để giờ buồn là không yên đâu. Thôi nghe chưa, nghe chưa, để vợ buồn là không yên đâu, tức có nghĩa là kể từ ngày mai tôi có vợ rồi, mà làm gì thì làm, tôi chỉ làm cho vợ tôi vui, vợ tôi thích, vợ tôi phê thôi, chứ tôi không bao giờ làm cho vợ tôi buồn. Rồi sao bữa nay ra đây cầm mấy cái bản này ý gì đây? Ủa không hiểu hả? Ý tôi nói là từ trước khi tôi có vợ á là các bạn rủ tôi đi đâu tôi cũng đi hết trơn á, nhưng mà kể từ khi mà tôi có vợ rồi á là tôi từ bỏ hết, tôi no hết. Vậy no rượu là sao? Không uống rượu. Dạ đúng rồi chị Bảy. Ê ê, chị còn no bia, phải là không uống bia luôn đúng không? Mừng quá, cũng may nó biết là không uống bia, chứ cũng nói là no bia là không còn bia mộ nên chắc tao chết. No smoking là hết tiền đúng không? Con này chắc nó học tiếng Pháp không chứ nó không học tiếng Anh nè. No smoking là gì? Không hút thuốc đó. Ờ vậy hả? À con no bạn không lẽ? Không chơi bạn hả? Không chơi với bạn, chơi với vợ thôi. Trời ơi, thằng này không được. Còn no bóng. Nô bóng là hết bóng á. Dạ. Không. Nô bóng có nghĩa là kể từ mai là tôi không có chơi cá độ bóng đá nữa, không đi chơi bóng đá nữa.
tôi biết, tôi dùng cái từ này hơi nhạy cảm, nhất là với bạn. Nhạy cảm với tôi, tại vì cái bảng này nó nhỏ quá. Bây giờ sao? Giờ sao? Ý tôi nói là bây giờ là tôi không đi chơi nữa, hiểu chưa? Tôi đàng hoàng rồi. Đó, thì mày chưa có đám cưới gì hết trơn á. Mà mày đội vợ mày lên đầu rồi. Sợ vợ thấy ớn luôn. Nè tao đội vợ mày kìa mày. Nói đội vợ tao thì nổi cổ không? Sao? Mày bóc nó mày quăng xuống đây giùm tao liền. Cái kiểu mà đội vợ vậy nè, một năm sau thôi đầu nó không còn cọng tóc. Nè coi thường mình. Nói cho bạn biết nha. Bạn nhìn thấy tóc mình không? Tóc mình xum xuê không? Đó. Hồi nãy tại đi gấp quá quên thắt bính. Cái tóc mình thắt bính được luôn á. Nói thiệt với bạn nha. Lấy 3 cái dao lam, 4 cái tông đơ, cắt 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết tóc của mình nữa. Để tao coi rồi 1 năm sau nó có hối đầu không? Ê! Vừa phải nha. Nói cho bạn biết nha. Cuộc đời của tôi á, có thể là chửi cha mắng mẹ tôi nha. Mà không được nói tôi hối nghe chưa? Như bạn đó tôi nói bạn bóng đó bạn chịu không? Vừa phải đó nha. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã tu rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dừng hết tất cả cuộc chơi. Tôi chỉ ở nhà với vợ tôi mà thôi. Gì? Khủng long tới. Vợ ông tới kìa. Trời ơi, cái tòa building nó sập rồi. Nước nó tràn lên luôn kìa. Ôi bé Thảo nhỏ của anh. Ra đây nè. Anh nói với mấy bạn của anh á là anh chuẩn bị giả từ mấy đứa nó hết. Anh giả từ hết tất cả các cuộc chơi. Anh không còn chơi bóng nữa. Nè, bóng cầm bóng. Không còn chơi bóng đá nữa. Ai cho phép anh làm như vậy? Ai anh, mượn? Anh tự cho phép anh cái quyền đó. Bởi vì anh không muốn làm cho em buồn. Bởi vì tất cả các bà vợ trên đời này đều không thích chồng mình đi chơi, không thích chồng mình bù khú với bạn bè. Không được, anh không được làm như vậy nghe không? Anh không làm. Anh cưới em về rồi, anh vẫn phải đi chơi với bạn bè cho em. Không được anh ơi, anh không muốn làm như vậy. Không, vợ là vợ, bạn là bạn. Anh kỳ quá, để qua em nói với mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị, em nói mấy anh mấy chị nghe nè. Cho dù á là chồng em cưới em về rồi, nhưng mà mấy anh mấy chị á ráng mỗi ngày rủ chồng em ra ngoài đường chơi nha. Đừng có để chồng em ở nhà nha. Bạn thoải mái nè. Hút thuốc thoải mái nè. Rượu thoải mái luôn. Bia thoải mái luôn. Bóng thoải mái luôn. Bóng đá thoải mái. Bóng đá thoải mái luôn. Em cho hết đó. Cô thật như vậy không? Thiệt mà em nói là không tin nữa. Em tát anh cái đi. Thôi em tát đâu. Em tát anh cái đi. Tin chưa? Trời ơi. Em chấp nhận cho gì hả? Em cho phép anh cái quyền sau khi lấy vợ anh vẫn còn tiếp tục những cái cuộc vui của anh đúng không? Nhưng em cho không... hết. I love you Thảo forever. I love you Tùng. Một năm sau ngày cưới. Anh đi chút anh về nghe vợ. Mày đâu? Anh lấy chai dầu ra anh xoa bóp cho em nha. Dầu có sẵn trên bàn. Thôi được rồi. Anh lấy giày dầu anh xoa bóp cho em nghe. Mình là mình hận cái thằng bờ ống lắm á. Nó rủa mình, nó nói là mình lấy vợ sớm muộn gì tóc của mình sẽ bị hói. Bây giờ ôi tất cả nó trở thành hiện thực rồi. Anh xoa bóp cho em nghe. Ê dừng lại. Hả? Ông lấy chai dầu gì ông xoa bóp cho tôi vậy? Dầu ăn. Đi cái dầu gió đâu? Chỉ có chai này mới nó vừa với cái chân của em. Chân của em chai dầu này hả, đổ vô cá trơn á. Trời à, đi vô phòng lấy cái dầu thơm Chanel 1 lít tôi mới mua về kìa. Thôi em nặng ghê á. Không thôi được rồi, anh thoa bóp cho nghe. Đã không lên. Em đã không đã cái gì mạnh lên.
mạnh lên. Trời ơi, bông gân rồi, bông gân rồi. Ui da, có nhiều đó làm không xong nữa. Sao em đau hả? Đau hả? Làm tiếp đi. Trời ơi, bộ ghê quá. Bà này bạo lực ghê á. Bông gân hết hai tay rồi. Trời đất ơi, nó dẹp đi. Thôi em ơi, thôi em đợi anh chút xíu nha. Anh chạy ra ngoài, anh mua chai dầu về xoa bóp nha. Đứng lại. Sao? Hai cái tay ông, hai cái cù lẳng đó, chai đó đủ rồi. Trời khổ ghê á. Thôi được rồi. Anh ơi, anh phải chạy ra ngoài, anh mua đá. Mua đá làm gì giờ này? Mua đá về pha cà phê sữa cho em uống nha. Sắp tới giờ đi ngủ rồi. Pha cà phê sữa rồi sao uống? Sao ngủ? Hả? Nghĩ chứ à. À, nhớ rồi. Không phải mua đá mà anh đi giá. Giá gì vậy này? Anh giá cái bánh xe Honda đó để mai đi làm. Từ đây tới chỗ làm không? Đi bằng xe đạp mà. Xe Honda đâu giá. Không quên nữa, phải giá cái bánh xe đạp lại. Tại vì á, ngày mai phải đi làm rồi. Mai thức dậy á, giá vậy không kịp. Nó cập rập á, không kịp. Vô làm bị sếp chửi. Vậy hả? Ừ. Mà mai tới mấy vậy? Mai chủ nhật. Thôi được rồi. Thôi, quên. Giờ anh phải đi. Đâu? Anh đi qua thăm má. Chiều mới gọi điện thoại cho má. Má ho xù xù. Anh biết là má đã bệnh nặng lắm rồi. Anh là con trai mụ nhà, anh phải qua thăm má còn không. Anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Thôi đi thăm má nha. Đứng lại. Má bị sặc nước chứ không có ho sụt sụt như tôi thăm rồi. Biết hả? Trời. Thôi dẹp đi. Mệt quá. Đi ngủ. Ông làm gì vậy? Điện thoại rung kìa, sống nghe đi. Đâu có. Cái chân anh nó rung. Anh đang rung chân. Từ ngày lấy tôi về tới giờ, lúc nào điện thoại cũng để chế độ rung. Tại sao? Hả? Không có. Tại vì anh mở để chế độ ren á. Nhiều khi em ngủ á, rồi nó ren lên rồi em thức giấc. Anh thương em mà. Tốt quá ha. Mệt quá, đi ngủ đi. Giờ ngủ em ơi. Giờ ngủ nha. Giờ ngủ trước đi nha. Em ngủ trước nha. Mệt quá, tôi khó ngủ lắm á. Đừng có khiều khiều tôi nghe nha. Nè, sao em không vô trong kia em ngủ đi, ngủ ngoài này gió máy. Gió máy cái gì, tôi nằm đây tôi ngủ tôi canh. Canh ai? Tôi canh ông. Tôi dặn dò ông kỹ nha. Trong thời gian tôi ngủ, từ giờ tới sáng ông phải hoàn thành những công việc tôi đã giao. Lau nhà, quét dọn, rửa chén, giặt giũ. Nghe chưa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho tôi. Biết rồi. Trời, khổ ghê. Mới hồi năm trước, trước ngày cưới, bà còn nói là bà cho mình thoải mái tự do với bạn bè. Giờ sau khi cưới về mới có một năm thôi mà đã như vậy rồi. Mình giống như là một con ô xin trong gia đình mình vậy đó. Em ơi. Bà ngủ rồi. Thật ra tôi học trước nhiều trò. Quỷ đen tôi đã biết thăm thò. Tìm nơi cất giấu. Alo, ai ngồi đấy? Ủa coi, chồng ngoan bây giờ đã ở nhà rồi. Chạy chút đi, giờ ngủ rồi tao ra. Làm sao không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Làm sao sống được? Làm sao không còn đi lon dầu là cơm ngon. Nhưng mà vợ ơi, đừng bắt anh phải thay đổi. Các chiến hồ của tôi ơi, rồi tôi đi tôi gánh gọi. Đã xin nhờ, giờ cho tôi đi rồi. Các chiến hồ của tôi ơi, mình vui chơi đông mất thôi. Để nhà buồn là xong phim luôn. Nghĩ nào. Anh đi đóng cửa. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mặn. Năng chén tiêu sầu, càng rầu thêm. Anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực à. Cái gì vậy? Anh chế ghét cưng. Trời ơi, sao mà đi lúc nào cái cũng dùng thắng đĩa với chế là tại sao vậy?
thì tao có quy định đứng ở đây thì đứng ở đây thôi. Đi mà tông em vậy đau quá nè. Dương Dương, anh Lực đâu? Em mà thấy em đâu, đâu có kêu làm gì. Cường Dương. Dạ. Trời ơi, bữa nay ngồi như ông bụt vậy bà nội. Sao ngồi đây? Anh đang có chuyện rất buồn. Cường ơi, Dương ơi, ai hiểu nỗi khổ này của anh. Cái gì mà buồn? Buồn lắm Cường Dương à. Chuyện gì nói đi, ba anh em Lực Cường Dương của chúng ta lúc nào cũng là một đội. Nói đi, em chia sẻ cho anh. Má anh bắt anh lấy vợ. Trời ơi. Ôi nghe qua như sét đánh ngang à, tay. Trời anh ơi, má anh gan cái gì luôn á. Trời ơi, má anh bắt anh lấy vợ. Đúng rồi. Rồi cái ngày đám cưới ai mặc áo chú rể bà nội? Đang rầu cái chuyện đó nè. Tao không bận áo chú rể đâu. Không, không được. Nếu vậy là anh mặc áo sa rê là sai. Tại râu nhiều quá mà mặc. Không được. Ổng mặc áo chú rể còn sai hơn. Ghê quá, nhìn nghĩ tới sợ ghê luôn á. Trời ơi, tao khổ quá mà. Chết rồi, cái vấn đề cưới vợ là nan giải lắm luôn á. Đúng rồi. Hey. Ê, dừng chân đứng lại. Cái gì? Nay bước đi có gì sai sai ha. Đâu, đâu, đi lại cái nữa. Hey. Giống zombie quá ha. Sợ chứ tiếng gì vậy trời. Bữa nay đi sao vậy má? Má tao bắt tao lấy vợ thì từ bây giờ trở đi tao phải gồng. Mà gồng thì mình gồng bình thường thôi chứ gồng gì lâu lắm. Sợ chứ. Gồng bao lâu rồi? 10 phút mà nãy giờ muốn đứt mạch máu não rồi nè. Mới 10 phút rồi đó. Cứ vợ xong về 10 ngày đứt luôn. Trời ơi. Bây giờ tao xả được không? Xả đi. Xả đi có ai đây đâu. Mệt quá trời ơi. Trời chết tao. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Có cách nào giúp để cho má tao hiểu được giới tính thiệt của tao không vậy? Có cách nào không anh? Đang suy nghĩ, chưa tao nghĩ ra. Tao ước mơ. Thiệt bắp tới đó thiệt bởi vậy á. Hai đứa em Cường Dương tụi mày thì có chán dễ sợ luôn. Không nói gì. Trời ơi, đã ở chơi chung một đội rồi thì làm ơn phải nói rõ cho má tao biết cái giới tính của tao là cái gì. Để má tao cứ bắt tao lấy vợ hoài, tao khổ. Trời ơi, anh ơi, anh nghĩ sao mà má anh không biết vậy? Đừng nói tới dì hai, nguyên cái xã này ai không biết ba anh em mình bóng trời. Cho má anh cố chấp thôi. Bóng thì lấy tên nào cho đàng hoàng đi. Nghĩ sao ba anh em Lực Cường Dương. Còn bây giờ cái chuyện lấy vợ nè, lấy vợ nè, hiểu không? Mà tao nghe nói đó là má tụi bay cũng bắt tụi bay lấy vợ nữa kìa. Nghe nói thì vậy có không anh hai? Gì vậy đó gì? Thấy chưa, có em lấy vợ không? Không lẽ tối ngày em phải dành cái áo đầm với nó sao anh? Anh ơi không được rồi, tình hình là dì hai bắt lấy vợ rồi, thế nào cũng tới má của tụi mình thôi, hai bả là chị em mà. Bây giờ sao anh? Bây giờ sao? Bỏ nhau đi trốn đi. Bỏ trốn cùng nhau chứ bỏ nhau đi trốn là đi đâu? Cái văn bây giờ nó lộn tùm lum hết rồi. Anh trốn thông cảm được. Chúng ta phải bỏ nhà đi trốn thôi. Đi. Đi. Trốn đi đâu? À, đứng lại. Trời ơi. Không coi chừng tao bắt. Hãy cho tụi nó chết. Cái này là hên, cái này là súng giả đó nghe. Tao nói thiệt á, cái thằng Cường Dương này nè, tụi bay á, tao cũng nể là tụi bay là hả, con cháu trong nhà là con của em gái tao. Con cháu mà sao bắn dữ vậy trời? Không, cái này là súng giả đó, chứ có chúng súng thiệt hả? Tao bắn cho tụi mày hết Cường, hết Dương được luôn à. Có gì đàn ông gì đâu mà không có ra đàn ông. Gia môn bất hạnh, gia đạo bất hòa, gia đình bất ổn quá vậy. Con ơi Lực ơi, con đàn ông quá mà. Cái xóm này có ai mà đàn ông như con đâu. Một người đàn ông lực lưỡng nè, ta nói ha, râu cho một đống nè, đầu cho một tóc nè, bụng cho một cục luôn nè, thấy không? Cái đàn ông gì mà mày kêu nó làm bóng rồi sao nó làm được? Mà con là đàn ông, con đừng có làm bóng, con má năn nỉ con mà. Con làm như vậy là coi như là cái gia đình mình á là có sỉ nhục má lắm. Không, mà ngày xưa lúc má mang bầu con, má ăn cái gì mà để con như vậy vậy? Trời ơi, Lực ơi, lúc mà má mang bầu con đó, má cũng ước mong có một đứa con trai. Má coi hình đàn ông lực lưỡng, rồi má ăn hột vịt lộn. Rồi ngày má đẻ con ra, con đàn ông má mừng quá. Má mới xúi dì Út của con đây nè. Dì Út ơi, ăn hột vịt lộn coi hình đàn ông để đẻ ra con trai. Dì Út con cũng ăn. Ăn ra đẻ ra một cặp con trai, nhưng mà không phải trai thiệt, mà trai nó lộn vòng vòng, rồi con cũng lộn vòng vòng theo. Anh Lực ơi, em biết chúng ta bóng từ đâu rồi. Từ đâu? Từ trong trứng. Vui quá vui. Tụi bay hả?
tụi bay mà bóng từ trong trứng cái gì, bóng từ trong trứng cái gì, tụi bay có nước mà trứng từ trong bóng mà. Trời ơi, cái gì vậy má, văn má lộn tùm lum vậy, trứng từ trong bóng khoa học nào chứng minh được má. Đúng rồi, sai quá sai chị hai ơi. Bây giờ má nói cho con nghe, bây giờ con có bóng gì chăng nữa con cũng không có được lộ ra nghe chưa. Nguyên cái xóm này là mang tiếng là cái xóm 3D rồi, còn có một mình con thôi. Con phải làm cái chuyện mà má đã giao cho con rồi. Con phải làm đàn ông. Trời má gan dễ sợ. Trời con má bóng nhất cái xã đó trời. Đó là bóng bình thường, má bóng râu. Còn cái chuyện của tụi mày nữa. Dạ. Ngày nay hả, dì giao cho hai đứa mừng cái nhiệm vụ đã thực hiện giùm tôi chưa? Nhiệm vụ gì? Nãy giờ múa lụa quá con quên mất rồi. Y rước con nhỏ Phượng lên đây. Gặp dì. À rồi rồi, được rồi. Đi. Yeah. 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 Để con đi rước cho dì hai. Thiệt đó, nó bóng từ trong máu luôn rồi. Tao phóng một cái trong mày thẳng lên luôn nè. Má, con không lấy vợ được không má? Sao được, con phải lấy vợ chứ. Con thương má đi. Má hả, cây đắng xanh có một trái một rồi mà con mua lụa, mua đồng, mua bóng vậy rồi. Coi như làm sao mà con trả hiếu được cho má. Bởi vì hồi đó má xanh hai trái đi. Má xanh có một trái mà một trái bị lỗi nữa. Thì má cũng muốn xanh một trái nữa. Mà đến nửa chừng ba mày đi bán muối rồi. Giờ má muốn xanh nữa có do giống đâu mà xanh con. Trời ơi trời. Bởi vì khi con buồn ba ghê. Sao buồn ba? Thôi bây. Trời ơi phải chỉ có ba đây ba hiểu được cảm giác của con. Cảm giác sao? Con không có thể nào, con không thể nào là một người chồng được má hiểu không? Con mà không có lấy vợ hả? Là con như con là một đứa con bất hiếu. Con phải thương má nha con. Phải trả chữ hiếu cho má con à. Con mà không có lấy vợ, má đặt đầu vô tường má chết đây. Má, thôi được rồi, con lấy vợ. Con lấy vợ cho má vừa lòng được không? Đó, phải vậy nghe chưa? Trời ơi, má ơi. Bên hiếu, bên tính, con biết chọn làm sao. Hai gì, hai gì, hai gì? Tới rồi. Cái gì nhanh vậy? Chị Phượng. Mới nói là mà con nhỏ Phượng nó lên rồi. Nó phóng như ngựa tới đầu hẻm rồi kìa. Trời ơi, vậy là con rước con nhỏ Phượng vô con ra con rước liền. Để coi má. Không, mà bây giờ nha. Để gì dặn. Ủa khoan má, cho con hỏi má, bây giờ cái người mà con sắp lấy là ở đâu ra vậy? Sao má biết người ta? Trời ơi, con nhỏ này nó ở trên Sài Gòn. Dạ. Má phải nhờ một người mai mối cho con. Chứ nguyên cái làng này là không ai chịu cưới con rồi đó. Tại người ta nói con 3D, người ta đâu có chịu cưới. Má phải đánh lạc hướng, má đi lên tới Sài Gòn. Má mời cái mối này về đây, đảm bảo là người ta thấy con người ta chịu liền là má có dâu vô. Đó thấy không? Con ra đây con. Dạ dì hai chào con. Dạ con chào dì hai. Dì hai ơi, hôm nay con đến đây con ra mắt dì hai. Ba mẹ của con dặn con á là phải đến đây thưa gửi đàng hoàng, như vậy mình mới là con gái nết na thùy mị. Dì hai chào con. Dạ. Hôm nay dì hai gặp con, dì hai rất là thích. Tại vì con là một người phụ nữ thùy mị, dạ, nết na, tóc dài. Dạ. Qua đít, quên lộn, qua mông, ngực nở, eo thon, tướng đi uyển chuyển. Trời ơi, cái áo dài cam của con đó, vì nhìn tự nhiên gì lên một cái cảm xúc vì muốn uống nước cam quá hả? Dạ thưa dì, trước khi mà con xuống đây đó, ba má con có dặn á là tới đây mình phải ăn nói nhỏ nhẹ, dạ, thưa gửi đàng hoàng. Và dạ, có nói kỹ với con một vấn đề. Nói vấn đề gì là vậy con? Là phải cẩn thận, tại vì dì hai rất là vô duyên. Mà bây giờ con mới thấy được ba má con nói đúng. Dạ, con xin lỗi dì. Không sao. Con được cái con thành thật. Dì dạ, có vô duyên cỡ nào đi chăng nữa, miễn sao mà con với thằng Lực của dì nên duyên là dì vui rồi. Trời ơi, hai em ơi. Dạ. Dì ơi. Ơi. Mọi người biết sao không? Con rất là vui và con rất là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên con tới nhà chồng của con. Dạ thưa dì, cho con hỏi chồng con đâu vậy dì? Chồng của con đó hả? Dạ. Nè. Chỉ đàng hoàng, tao không thấy kìa. Dạ. Dạ biết rồi, con cảm ơn dì. Trời ơi, nó dễ thương.
bà nội ơi, bà nội. Bà nội, cái này chồng. Bà nội ơi, bà nội. Chị, cái này chồng em chị. Chồng chị ngồi mặc áo đỏ kia chị ơi. Dạ. Tưởng đâu là chưa có được đi vô cưới chồng mà tự nhiên lên bàn thờ rồi. Gì chịu cái chỗ này nè, con vô duyên qua mặt gì luôn rồi, gì chịu. Dạ thưa bác, đây là lần đầu tiên con bước chân vào nhà và xin phép bác cho con được thắp cho bác trai một nén nhang. Trời ơi, gì là gì chịu nó rồi đó. Còn chấm con từ đầu. Hiếu quá. Dạ. Cha nó chết lâu rồi mà dạ. Nó còn trả chứ Hiếu. Mai mốt gì có nó rồi chắc nó trả một nùi luôn. Có lời, có lời. Dạ. Làm sao? Dạ. Cha. Tình cha mát như dần thái dương. Ngọn ngào dưới giang nước trôi đầu. Suốt đời gì có gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Cha ơi, cha bỏ con. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, thôi mà chị ơi, đừng nghe. Cha, làm lố quá. Trời ơi, cái gì mà làm lố dữ vậy trời? Ông già ông chết mấy chục năm rồi, tụi bay vô làm gì mà giống như là đám tang à. Thuê vay khóc mướn khóc quá trời. Dạ, quá dạ, luôn thưa, à. Thưa dì hai, tại có mấy đứa này nó làm con bị liệu. Dì biết mà, tụi dạ. Nó lố lắm con ơi. Dạ, chứ không phải mà họ đàng hoàng như con đâu. Dạ, cho phép con cắm nhang nhang lên. Con cắm nhang đi. Đổi thừa mình kìa. Tại đụng tới nghề nghiệp mà. Trời ơi, hai con quỷ. Dạ thưa bác trai, hôm nay lần đầu tiên con đến đây, con cắm nhang cho bác trai. Không có hột quẹt nhưng mà con cấm đỡ đốt sao nha bác. Mấy con quỷ này vô đây múa tùm lum tùm la làm tao múa theo à. À, vợ chồng con bên này đúng, đúng không rồi. Nãy giờ lo cho ba rồi, bây giờ con qua con lo cho chồng đi con. Dạ. Đó. Chồng con đang là đây nè con. Hả? Tài. Em. Phải gọi là em. Ừ. Em nha. Ừ. Hôm nay em nghe lời cha mẹ em đến đây để mà em thành hôn với anh. Anh có vui không? Vui má. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ừ. Không có được. Ừ. Anh ơi, ba mẹ em nói đó, hai đứa mình đám cưới xong á, trong vòng 2 tháng phải có con. Đúng rồi, trời ơi, cái điều này là má thích nhất luôn đó. Con phải có con liền. Má ơi, con làm không được chuyện nói đâu má. Đừng có làm sỉ nhục má như vậy. Không phải con, phải, con đâu, phải... con nhỏ này cũng làm không được đâu má ơi. Sao vậy? Nè, anh không được nói gì. Dạ, thưa dì hai. Dì hai cho phép con gọi dì hai một tiếng má. Nãy giờ con bước vô đây là trong mắt má con đã là con dâu của má rồi. Dạ, nên dì hai, cái chuyện mà vợ chồng con có đẻ con được hay không là chuyện của vợ chồng con, mắc mơ gì đến má vậy má? Tại vì má lo, má muốn có dòng giống nối dõi nên má rần rần gì đúng dạ, không? Dạ, má cứ ở đó đi để vợ chồng con tính. Anh ơi, bây giờ mình làm đám cưới gấp đi rồi có con anh nha. Làm đám cưới đi tụi bay. Dì hai, làm hai triệu đèn chưa? À, chịu rồi, chịu rồi. Rồi, về cái đám cưới này con nói thiệt với dì hai à. Con là giai em, con sẽ lo cho dì hai nguyên một chồng thiệp. Con đi giao hết tất cả mọi người. Đúng rồi. Dạ, tụi bay. Con ghi thiệp hết rồi. Tụi bay á, cái cảnh này là tao thấy được nhất cả nhà. Dạ, anh lực của con mà. Dạ. Ghi thiệp nè, coi như là lo quần áo cho tụi dạ. Nó nè. Dạ, rồi. Yên tâm đi, con ghi rồi. Anh lực của con sẽ đám cưới với Phan Nhân Tài em. Tự nhiên gì mà lực đám cưới với Phan Nhân Tài em là cầu thủ đá banh mà. Bậy không à, nó nói lộn rồi đó. À Phượng. Dạ. Dạ, thưa dì hai, cho con xin phép gọi một tiếng má. Má đây con. Dạ không phải gọi dì hai. Con gọi hai má đây nè. Cái gì vậy hai má? Tụi bay dắt tao vô đây rồi sao hả? Làm nhục tao hay gì? Ba thằng đang giăng tay em vậy là tụi ghét cái tên nó nhảy. Hồi lộn mà cái lên tên trước khi giải phẫu mà tôi lộn chút xíu mà làm gì vậy? Con đừng có cãi nhau với hai con quỷ cái này nữa. Bây giờ cái tên của con sao? Con cứ lấy chứng minh cho dì, rồi dì đưa cho tụi nó biết, rồi cái chứng nó đem minh chưa có. Chưa lắm. Có. Có. Có luôn hả? Có nhưng mà ngại không có dám đưa. Lấy về rồi hả? Đưa đây coi, tôi chưa coi mà. Đây đây. Dạ, có chứng minh rồi. Tự nhiên cái tên Nguyễn Thị Phượng ở đâu cái tự nhiên là Nguyễn Giang Phan Tài em. Ủa cái gì kỳ vậy con?
Phan Văn Tài em tên của bà trước khi bà giải phẫu đó. Cái gì? Thôi mệt quá, nói thẳng luôn đi. Dạ thưa má, đây là con, đây là cái thằng Tài em đi múa đèn chung với con. Tụi con chơi chung với nhau bốn anh chị em. Dạ. Dạ thưa má, con là con có tiền con giải phẫu trước, còn mấy con quỷ này chưa có tiền, nó chưa giải phẫu được. Ủa con là con trai giải phẫu thành gái hả? Dạ. Trời sao trong hình nhìn đàn ông mà râu ria rậm rạp quá mà sao giải phẫu cái mà má nhìn còn không ra. Trời ơi, chứ thông môn biết bao nhiêu tiền trời. Trời ơi, vậy là tao đâu có đơn giản vừa vô làm show bê đê liền đâu mấy má. Đó, thấy dì hai mê vợ quá, mê vợ cho nên là con dắt bả vô nè. Chứ còn á, cái nhỏ con dâu của dì hai vừa mới tới đầu xóm thôi, nghe nói lấy anh Lực bị bóng nó phóng về Sài Gòn liền. Trời ơi. Trời ơi, vì quá ra con là con trai hả? Con dạ. Trai. Vậy là cuối cùng cái đám cưới tính toán quá trời mà không có hả con? Ai nói gì hai em có? Trời, có cái đám cưới mà. Chuẩn vô. Bị trời. Vô đi mấy má ơi, vô đây là mấy má. Ôi, ông vô đâu? Đi vô đi, ngại cái gì chứ, đi vô. Trời ơi. Anh Quốc. Đó. Bây giờ anh Lực, anh đã là vợ của người ta rồi. Trời ơi. Trời, dán ra. Trời. Ai đây? Đây là thầy dạy múa của tụi con. Dạ. Và cũng là người yêu của con. Đúng vậy đó bác. Dạ. Ôi đi về. Về cái gì? Anh phải mạnh mẽ lên, anh phải bản lĩnh lên. Chứng minh cho mẹ của anh Lực biết là anh xứng đáng làm chồng. Dạ. Thưa má, hôm nay vì tình yêu, con sẽ nói cho má biết con muốn lấy anh Lực làm vợ. Cả nhà tôi là hai con bóng râu nó cưới nhau kìa trời. Ông Thả ơi, ông Thả kéo giùm em cái này ra đi, nhột quá à. Cảm ơn ông Thả. Ông Thả. Hả? Ông Thả. Em nói gì? Em kêu anh đó, ông Thả. Ủa nhà anh đâu có nuôi con gì đâu mà thả em. Không, ý cái này là giống như em nói thôi, mấy giới trẻ bây giờ đó hay quay mấy cái clip mà sụ sụ tóc xong rồi ngồi vậy nè. Anh Thả ơi, bà Thả nói cho ông Thả nghe đó. Là sao? Là ông xã đó. À là ông xã hả? Dạ. Là kêu vậy mới được hả? Dạ. Vậy thì bà Thả. Ông Thả. Bà Thả này. Ông Thả ơi, bây giờ em là vợ của ông Thả rồi đó. Cho nên là ông Thả phải hứa là yêu thương em, chiều chuộng em, bảo bọc em đó nha. Ông Thả hứa là sẽ yêu thương bà Thả suốt đời, không bao giờ nhìn xa. Thả nói gì? Ông Thả nói là yêu thương bà Thả suốt đời, không bao giờ nhìn xa. Ông Thả nói gì? Nói là không bao giờ lìa xa. Nói cái gì vậy? Anh nói là anh yêu thương em suốt đời, không bao giờ lìa xa. Nói cái gì không nghe được gì hết trơn à. Thương ông Thả quá à. Ôi, tâm lý em gắt gao vậy đó hả? Dạ, em nhanh lắm. Bà Thả cũng hứa là bà Thả sẽ yêu thương ông Thả suốt đời, không bao giờ thì tha. Thôi giờ, ông xã thề cho bà xã tin nha. Rồi, ông xã thề là cho dù có phải lên núi đao hay xuống chảo dầu thì tình cảm của anh vẫn dành cho em mãi mãi vẹn nguyên. Anh sẽ nguyện hy sinh vì em, anh sẽ chết vì em. Ôi thương ông Thả quá, bà sẽ cảm động quá. Ờ, hay không, hay không, hay không. Thôi đừng khóc, đừng khóc, bà sẽ đừng khóc, bà sẽ đừng khóc nha. Anh thương ông xã. Hả? Ông Thả nhìn gì vậy? Hả? Bà Thả nói là ông Thả hứa như vậy, bà Thả rất là vui. À, không, ông Thả hơi bất ngờ. Sao vậy? Sao bà xã đàn bạn gái mắc xị giọng đàn ông dữ vậy em? Đâu có, em đâu có xị gì đâu, cái giọng em nó phải vậy, cái giọng em mềm mộng lắm. Giọng em sao? À chi. Giọng em đó. À chi. Nói bao nhiêu lần rồi, đi chung với tôi thì làm ơn làm chồng thì đúng làm chồng. Cái gì mà cái giọng mỏng lét mỏng hơn tôi nữa. Đâu có giọng, phải giọng đâu em. Chứ giọng á xì là của ai? Đâu phải giọng anh nè, ác xì. Sao giọng nói mỏng mà ác xì dày vậy? Biết. Kỳ vậy ta. Ủa ông Thảo ơi, em nhớ ông làm ở trong cái phòng này chỉ có hai đứa mình thôi. Ừ. Anh không ác xì, em không ác xì. Vậy ai? Ai biết ai? Ác xì. Trời đất ơi. Là tôi. Ai đây? Ai vậy? Ê trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi, ai đây? Xin tự giới thiệu, tôi
chính là ăn. Ăn cái gì? Bước ra ngoài, bước ra đây. Trời đất ơi, kỳ cục, khách khứa gì đâu mà mất lịch sự như vậy. Tôi nói cho anh biết nghe chưa, anh có biết cái chữ không? Biết không, đây là cái phòng, đây là cái phòng của chúng tôi, rồi là cái đêm hạnh phúc của tụi tôi. Tự nhiên cái đi vô đây là sao? Cái nhà khách ở bên kia thầy thẳng ra ngoài đó quẹo trái cho tôi. Bước ra. Dạ dạ, tôi thấy đôi vợ tôi nói đúng á. Ăn uống thì tiền cũng ăn rồi mà tự nhiên vô phòng nhà tôi cũng hơi kỳ. Bực bội à. Bạn em đi em kỳ vậy em. Chị, em đâu có chơi với mấy hạng này. Bạn anh đó. Đâu phải bạn anh. Ai đây? À trời đất ơi, nhìn mặt là biết liền. Bạn ba má em. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy anh? Cái mặt như vậy làm sao bạn ba má em được? Nó trẻ trâu lắm. Thôi, cái gì mà nói hoài vậy? Người ta giới thiệu, người ta chưa kịp nói nhảy vô họng người ta nói. Trời rồi. Bây giờ anh nói đi. Xin tự giới thiệu, tôi chính là ăn cướp. Ăn cướp mày. Ăn là mày. Ăn cướp. Ăn cướp. Ai giới thiệu? Ai giới thiệu? Oh, oh súng. Đánh đi. Đánh đi. Vô côn ha. Dạ không có. Lột hết đó. Lột. Trời ơi là trời. Tại sao anh lại quá đáng như vậy? Anh có biết là tôi mới vừa lấy chồng không? Mà anh nhào vô trong phòng người ta, anh kêu tôi là lột hết ra. Anh quá đáng lắm. Anh có biết là tôi 30 tuổi mới được lấy chồng mà tôi rất là chính quy không? Tự nhiên kêu lột ra là sao? Gì vậy? Nói gì vậy trời? Ý tôi nói là lột hết vòng vàng ra chứ ai kêu mà lột đồ ra đâu. Không có làm gì hết. Không. Lột ra. Không. Không lột tôi bắn. Ôi là trời. Ôi cái gì mà đó. Đây nè. Đó. Đó. Cái này là nhẫn cưới chừa cho tôi rồi đó. Còn công dây chuyền nữa, lột ra không được. Cái này là của nhà chồng tôi cho tôi. Đúng rồi đó, lột ra không tôi bắn. Trời ơi, không được lột, cho nó bắn một phát thôi em. Trời ơi, nói cái gì vậy? Không được, trời ơi, đi đây, cái này là anh tính tay anh mua đó. Trời ơi, 5 phân vàng cho bố ít hả trời. Ủa sao lúc bước vào má nói tôi là hai chị mấy? Hai chị mấy cái gì? Cái này 5 phân nè, còn như đây là inox rồi mạ lên thôi. Trời ơi, anh... Thôi, mua mà. Tóm lại thống nhất bao nhiêu? Đưa hết đây. À, không có được cái này. Đưa đây. Không đưa nó bắn cho chết thì sao? Nè. Còn nữa hết. Dạ, à, hết rồi. Hết rồi. Còn nữa hết. Hết rồi. Vậy còn tiền khách đi mừng đâu? Rồi coi anh. Sao anh biết đám cưới là có tiền khách mừng vậy anh? Chưa. Nó có ngu như anh đâu mà không biết. Đâu? Đâu? Trời, bao? Đâu? Ê, nè. Trời đất ơi trời. Ở đâu? Có đẹp mặt chưa? Ở đâu? Mày đứng nói làm gì mày lại mày cầm súng mày chĩa vào đầu nó để tao đi kiếm coi. Dạ. Trời, thân gái 12 bến nước trong nhờ đụng chịu. Mà tôi lấy cái bến đục ngầu ăn trộm ăn cướp vô nhà kêu cầm súng chĩa vào đầu vợ cầm chĩa hoài nè trời ơi. Cái gì vậy? Gì? Anh cầm chĩa cái gì? Nó kêu cầm thì cầm chứ sao? Anh chửi nó dân cướp làm cái gì? Rồi không làm nó bắn cho chết bây giờ. Anh cầm cái súng này nó lấy cái gì nó bắn anh? Nhưng mà nó giật em mấy hồi. Đưa đây. Đó chứ nó giật rồi kìa. Trời đất ơi anh ơi. Anh giật nhanh quá, anh cũng không giật nào đúng anh ơi. Trời ơi. Giật nhanh quá. Điên hả? Im. Tao đã lấy được rồi. Đi ra. Hay ha. Giờ tao hỏi nè. Vợ chồng tụi mày thích coi phim gì? Dạ hoạt hình. Mày. Tôi coi phim ma không à? Còn tao thích coi phim trinh thám. Thì đi về nhà coi phim để ở đây chi? Trời đất ơi, giờ này nó chưa có chiếu. Với lại còn tao coi để tao nghiên cứu tâm lý nhân vật. Tao nghiên cứu là tụi nó cướp xong tụi nó còn giết người. Dạ không anh ơi, anh cái phim mà trinh thám em coi ấy là ăn trộm ăn cướp xong rồi trả lại cho chủ nhà rồi đi luôn. Tao không coi phim đó mày. Ôi, vậy thôi anh coi phim đúng mà làm đi. Đúng cái phim tao coi là bây giờ hai vợ chồng phải lựa ra một đứa để chết. Hội ý bắt đầu. Thôi em ơi, anh chưa làm được gì cho em hết. Bây giờ có cơ hội rồi, anh sẽ hy sinh, anh sẽ chết vì em. Không, anh đừng làm như vậy. Anh đừng có hy sinh cho em. Anh phải để em hy sinh cho anh. Rồi bắn liền đi kìa. Hy sinh rồi kìa, bắn liền đi. Ok, bắn đi. Anh làm cái gì vậy? Em hy sinh rồi bắn. Thôi. Cái gì mà hai đứa cứ nói hoài vậy? Tao nghe đứa nào? Bây giờ từng đứa nói một. Thằng này nói trước.
Dạ rồi, em xin được nói, tuy là em mới lấy vợ có vài giờ thôi, em nhưng mà em thương quái hơn má em nữa. Em không muốn quái phải thành một quá phụ, và em sẽ tình nguyện sống cô đơn từ đây đến cuối đời. Bắn quái chết liền đi anh. Trời ơi, anh bị điên hả? Anh nói cái gì vậy? Tôi nói như vậy thôi, ý là tôi nói cho giống phim hàng thôi, tự nhiên kêu tôi chết là sao? Không có, bây giờ anh xui em mà. Đó, bắn liền đi anh ơi. Ủa, đổi ý gì vậy? Anh ơi, hồi nhỏ má anh có dạy anh là phải nhân từ với phụ nữ không anh? Tao mồ côi. Anh ơi, con gái 12 bến nước. Anh ơi, thôi chồng nhờ được chị đi ra. Cái gì mà có một bài mà nó nói hoài vậy trời? Thì đơn giản bây giờ anh bắn nó chết đi rồi tôi nghĩ nó. Đâu có, bắn cổ của hy sinh thì bắn cổ chứ sao? Bắn, bắn anh nó, cái thằng vô bắn cô á. Bắn anh đó. Đúng rồi, bắn cô, bắn cổ bắn anh đó. Bắn anh đi, bắn anh đi, bắn anh đi, bắn anh đi. Trời đất ơi, kìa tôi bắn có một phát súng mà hai đứa chết là sao trời? Ồ, diễn giả. Anh hơn tôi chắc. Cô hay ho cái gì? Trời đất ơi, bây giờ tôi nói hết cho cô biết nè, bắn cái gì mà bắn. Nè nha, tôi không có yêu thương gì cô trơn á. Cô tưởng con đẹp đẽ gì chắc hả? Tôi không có muốn lấy cô. Trời đất ơi, con gái con đứa vậy nào mà du côn. Chị hai cậu ba cản, ai mà lấy cô trời ơi. Nếu không phải là hả, ba cô giàu có thì má tôi không bắt tôi ép gả cho cô đâu. Cô tưởng cô hay ho hả? Rồi anh không cảm biết gì, ai mượn anh? Trời đất ơi, tôi nói cho anh biết, tôi cũng đâu có thương yêu gì anh. Chẳng qua ba má tôi nói là bây giờ thôi, du côn quá mà 30 tuổi chưa có chồng, thằng nào chịu thì ưng đãi thôi. Anh nghĩ sao tôi thương anh vậy? Chứ cái bộ thằng tôi chắc à? Trời ơi, thì chẳng qua anh có sắc, nhà tôi có tiền, có gì đâu không hợp lý, đúng không? Trời đất ơi, nhưng mà bây giờ tôi không có yêu cô. Em không. Anh ơi, em nói thiệt, bây giờ anh đừng bao giờ chĩa súng với em nữa. Cái người đàn ông như vậy là không nên sống trên đời. Anh bắt một con gái mới không nên sống. Trời ơi, anh cái đồ vô dụng. Tao mệt rồi nha. Tao với hai vợ chồng mày là tao mệt rồi đó. Thằng này, đi qua đây. Tôi mới vừa chửi lộn với hắn, tôi không đội trời chung với hắn ta. Đứng lại. Về vị trí mày. Khỏi thoát luôn. Được cái gì mày đứng ở đây nữa, tao vừa mới kêu qua bên này mà. Kêu người ta qua kêu này mà giết chứ, xuống đây đầu người ta hoài. Rồi nè. Trời đất ơi, tao muốn điên với hai đứa mày lắm rồi đó. Bây giờ nghe tao nói, tao núp ở đây từ đầu buổi tới bây giờ rồi. Trời, tao thấy hai đứa mày thề non hẹn biển dữ lắm. Yêu nhau, dầu sôi lửa bỏng rồi. Mắc ối. Cuối cùng nó đụng chuyện rồi sao? Đứa nào cũng sống ích kỷ cho bản thân mình thôi, biết nghĩ gì tới người ta đâu. Thôi, tao đi về. Ê, đừng có làm mạng ở đây nghe trời. Nhức đầu quá. Thôi không chơi đâu. Dạ. Má dạng không được lấy đồ người khác đâu. Không chơi nó mệt. Quên. Quên. Tới giờ uống thuốc rồi nhưng mà chơi súng không? Súng giả rồi à. Với lại á, tao phải về nhà uống thuốc. Má tao nói là con người với nhau á thì mình sống yêu thương nhau rồi, rồi đừng có mà ích kỷ vậy ha. Tao về uống thuốc nha. Tao đi lâu quá má tao buồn á. Về uống thuốc nha. Uống rau mà có chất dinh dưỡng thì phải chờ nước sôi già. Nước sôi mà cũng có già trẻ nữa. Có nước sôi sồng sồng. Rồi. À, sau đó thêm chút muối ăn vào. Muốn màu xanh của rau được giữ lâu thì phải thêm vô chút giấm. Trời đất ơi, phải chị đọc trước thì khỏi mất công rồi. Bây giờ phải chạy ngược lại chợ mua giấm nữa. Ây, khổ thiệt. Ôi, cái anh bán hàng đẹp trai quá à, giống như anh trông quá nhanh quá nguy hiểm vậy đó. Trời, ấy da. Trời ơi, cái gì vậy bé? Ôi ba, sao ba đi ba không nhìn con vậy? Con đi con không nhìn ba thì có. Trời, ba nhỏ xíu sao con nhìn thấy được? Đi đâu rồi đi, dữ vậy mày? Có sao không ba? Không có sao,
Tôi nghĩ chắc trong này nó gãy hết rồi đó. Thôi để mai con mua dậu xúc cho ba nha. Tại con đang về con gấp ăn quá à. Đói chết luôn vậy, ba đi đâu vậy? Thì tính chạy ra chợ nè, mua giấm về để luộc rau, bữa nay ăn rau luộc chấm chao. Trời ơi, chết rồi. Nhức đầu quá. Gì vậy? Con chóng mặt quá. Con có sao không vậy? Trời ơi, ba ơi, con nghe tới chao con chóng mặt quá ơi. Con không ăn được chao. Cái gì? Con không ăn được chao. Không ăn thì từ từ tính sao? Trời ơi. Trời ơi, ba ơi. Ba đưa chao cho con là ba giết con rồi đó ba. Tại sao? Con không ăn được chao, chao ăn nhức đầu lắm. Mấy cái thực vật đó con ăn không có được. Chứ ăn cái gì? Con mua sẵn rồi nè ba, khổ ghê đó. Nước ngọt đó? Nè. Con mua hả, ba cái double cheese burger, ba cái con hai cái. Sáu cái cánh gà. Ba cái con năm cái. Trời ơi bé ơi, trời ơi, cả hai tuần nay ăn toàn là ba cái fast food này, ba ớn gần chết. Trời ơi, vậy mà ớn gì ba? Fast food là thức ăn nhanh, ăn xong ba chạy càng ngày càng nhanh, ba khỏe ra chứ sao ớn. Ăn đi ba. Ba không ăn con ăn hết cũng vậy rồi đúng không? Ừ, không có gì hết. Nói ba nghe nè, sao bán hàng hả? Con nói là chai, trời ơi, tối là chai dễ sợ luôn. Đẹp trai giống như cái anh trong quá nhanh quá nguy hiểm vậy ba. Quá nhanh quá nguy hiểm. Con nói mà, mỗi ngày con ra con mua một cái thôi, mới mốt con cái thành siêu nhanh. Siêu gì? Siêu nguy hiểm chứ mạnh lắm. Trời đất ơi. Nè, ăn ba cái thứ này hoài không có tốt được nha. Dòm cái thân hình của con đi. Càng ngày càng phát phì ra đó. Thôi ba ơi, con ăn cũng mập, không ăn cũng mập. Không ăn muốn chết tới cũng vậy là thôi thà ăn đi chết no đúng không? Ừ. Thôi, bớt ăn thì dùm cái. Bớt ăn hoài là mệt ngơ lắm. Nhỏ lẻ ra hả, biến ăn. Bắt ăn cho bằng được, rồi lớn lên ăn được quá trời cái không cho ăn. Lạ lùng nữa họ không đi vô trong á. Không nói chuyện mà đúng không? Nói chuyện hồi bà la hoài là cứ nấc cái vụ ăn nè, ăn nè, hoài luôn. Làm ơn đi nhẹ nhẹ giùm tôi cái nha. Gạch trong nhà này tôi thấy bắt đầu nứt hết trơn hết trội rồi đó. Má này lúc nào chồng con đi chập đâu chồng đạo. Chồng cái bắp đùi thiếu điều hai cái chập lại bằng tôi luôn. Khổ ghê. Ăn gì mà ăn không biết ăn cái gì. Trời ơi. Nè à. Dạ. Cái thùng để đây là thùng gì vậy? Đó rồi. Thùng rác không gì sáng giờ ăn cái gì đó rồi. Lát nữa ba nhớ đổ ngon nha. Nha. À. Sáng bây giờ mà nó ăn bao nhiêu đây? Trời ơi, thở con này luôn rồi. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Ủa, ai đây? Có lộn nhà không vậy? Chị kiếm vợ tôi hả? Vợ tôi bỏ đi mấy tuần rồi. Mình ơi, mình không nhận ra em sao? Ủa? Bà xã đây hả? Dạ. Trời ơi, sao mà nó đông nổi như vậy? Trời ơi. Hả? Như vậy là có kết quả rồi. Mình không ra luôn á chị. Mình không nhận ra em tức là có kết quả rồi. Không bao giờ nhận đâu nè. Mình ơi bây giờ. Sao ốm như vậy? Em đúng rồi mình. Ồ, mình ơi em ốm hả? Đúng rồi. Em giảm được tới cả chục ký lận mà. Mình thấy không? Bây giờ là em không có đi được đâu. Người em lúc nào cũng như bye bye trên mây vậy đó. Mình coi nè. Mình là... Trời ơi. Sao lỡ tao hai quỷ? Ê ba nói sao ai biết con đường đâu đỡ. Ủa trời ơi, nói vậy bây giờ em đi không được, phải có lúc nào cũng có hai người. Em nhẹ đó quá mình, nhẹ giống tựa lông hồng. Trời ơi, sao mà dữ vậy? Để em ngồi lên đây ngồi, để ngồi lên đây ngồi. Em chuyện hơi gì? Hơi chóng mặt nhẹ. Em bị cái gì vậy? Nè, bộ em bị ai bắt cóc hay sao? Em bị lọt hố? Không hề, em giảm cân đó mình. Cái gì? Em giảm cân? Dạ đúng rồi, em đang thực hiện liệu trình giảm cân trong vòng một tuần. Một tuần? Dạ. Bởi vậy mình thấy em có thay đổi không? Em đẹp hơn đúng không mình? Ừ. Em ốm hơn đúng không mình? Ừ. Trời ơi, người em mỏng manh, mong manh, yếu đuối hơn đúng không mình? Ừ. Đồng ý là có ốm đi, có mảnh mai.
Nhưng mà nói thiệt, mặt em nó hốc hác lắm. Người em giờ bây giờ nó người không ra người mà ma không ra ma. Sao mà nó kinh khủng như vậy? Đẹp mà, đẹp mà. Em đang rất tự tin với cân nặng hiện tại của em. Tất cả là nhờ hai anh này đây. Em hai người này? Dạ. Hai người này là ai? Ê, từ nãy giờ anh không biết tụi em hả? Dạ, em tự giới thiệu. Tụi em là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Dạ. Cuộc sống thì đôi khi nó vội vàng, tức bực quá. Nó làm cho cơ thể mình càng ngày nó càng lão hóa. Tăng cân. Nó sẽ làm cho các nếp nhăn trên mặt mình nó càng ngày nó càng mọc ra. Đúng rồi. Rồi cơ địa mình nó càng ngày nó càng yếu đi. Thì chúng ta cần phải có một cái liệu trình chăm sóc. Thì chăm sóc nó là như thế nào? Thì em cũng giới thiệu anh là công ty em là được khai trương vào ngày 19 tháng 8. Dạ, nói chung là khách hàng đầu tiên là chị. Dạ, nói chung là cuộc sống thì nó luôn... Dạ. Cậu nói gì vòng vòng tôi không hiểu gì hết. Dạ. Nó tóm gọn là cậu là công ty gì? Dạ, công ty làm đẹp, dạ hết. Làm đẹp phải làm đẹp. Trách nhiệm hữu hạn nó cuộc sống dài dòng. Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Dạ. Dạ. Không làm cái gì mà vợ tôi ra nông nổi vậy? Hả? Làm đẹp anh, làm đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp thì có đẹp. Dạ. Nhưng mà sức khỏe là yếu thì cũng đâu có tốt. Mình thấy không, sau một tuần giảm cân em đã có thân hình thật là chuẩn. Sao đo chuẩn luôn. Mình hạt xương mai. Dạ. Chuẩn quá ha. Dạ. Đâu quê coi. Đâu, bộ quay vòng coi. Nhẹ nhàng đó, mình chưa để hơi chóng mặt. Trời đất ơi, hai cậu ơi. Hồi xưa vợ tôi vòng 1, vòng 2, vòng 3 đều có đúng tiêu chuẩn hết. Bây giờ nó mất hết trơn cái tội là sao? Cậu làm cái gì kỳ cục vậy? Đâu có đâu anh, tiêu chuẩn của siêu mẫu đó. Siêu mẫu gì? Người như miếng nhân ép vậy trời. Không chịu đâu. Lúc đầu thì nó hơi nặng đô cho nên nó phải như vậy. Dạ. Bắt đầu từ hôm nay là em sẽ thực hiện chế độ ăn uống bình thường. Thì thân hình của em nó sẽ chuẩn hơn nữa. Đẹp đi. Cậu, nè, nói cho tôi biết. Mấy cậu cho vợ tôi ăn uống kiểu gì vậy? Hả? Dạ thì uống cái nước mà tinh chế của công ty em. Dạ. Nước gì? Hả? Dạ, nước vitamin GBN. Cái này là nghiên cứu mấy chục năm đúng, trời. Đúng, đúng. Mấy chục năm trời nhờ những bộ óc nghiên cứu rất kỹ mới ra được loại nước này. Ủa, chưa bao giờ tôi nghe cái loại vitamin gì mà lạ cái tên lạ lùng vậy. Một phép minh vĩ đại. G gì? BN là cái gì? Dập pha nước. Trời ơi. Dập pha nước. Dạ. Có nhiêu đó thôi mà mấy chục năm mới nghĩ ra. Trời ơi. Uống bụng đói mà uống cái thứ vô làm sao mà chịu nổi. Như vậy mới giảm cân. Dạ. Giảm cân mà uống cái đó. Trời ơi. Mà điên rồi hả? Bình tĩnh, không có gì hết, không có gì căng thẳng hết. Không thích cái liệu trình này, mình làm liệu trình khác. Đúng, liệu trình gì? Không có gì căng thẳng hết, thì bây giờ mình có một loại khác. Tôi coi. Đây, loại nào? Dạ đây, loại này là cũng mấy chục năm mới nghĩ ra. Dạ. Loại gì đó? Mấy chục năm mới nghĩ ra. Loại dạ, gì? Có đúng chữ Di một thôi. Loại gì? Giấm. Trần. Giấm uống vô cho nó rét bao tử luôn. À, anh không điên hả? Không. Mình đẹp là được anh. Mình đẹp, dạ. mình bất chấp tất cả, mình đẹp là được anh. Mình giảm cân mà anh. À, dạ. Giống như anh không bất chấp tất cả, cái mặt anh kỳ quá. Sao? Anh rất là đẹp trai, đúng không? À, mày đừng sợ quá, mày định người ta quá, mặt cứ gớm. Cái công ty em làm việc rất là đúng, thẳng thắn. Thí dụ khách hàng xấu là mình nói xấu, để chi? Để qua công ty em làm đẹp. Mặc dù cái mặt anh hơi khó làm chút xíu, nhưng em hứa em làm được. Tôi nghĩ là cái body tôi vậy là chuẩn quá rồi. Không, gì nữa. Không đâu anh, mặt anh chảy xệ rồi kìa. Cái gì? Mặt tôi là sao? Không, để coi. Đó, như vậy mới đẹp. Cái cơ nó bị chảy quá. Nó bị nhão cơ rồi. Giảm cân đi anh. Bây giờ nếu mà trước mắt mà muốn đẹp nữa thì bây giờ mai lấy cái hai cọng thun mình ràng ràng lên cho nó cao cao lên xíu. Thun gì? Nó sao á? Cái mặt khó quá. Không, nhưng mà cái này mới là cái đặc trưng của ảnh. Nó sao? Dạ. À, đặc trưng gì hả? Đặc trưng nét đẹp đặc biệt của tôi. Đúng rồi, khó có ai mà đánh được hai cái má của mình, ảnh đánh được thôi. Ôi, là cái nét đẹp đặc trưng là vậy hả? Đúng rồi, hồi đó yêu ổng là gì vậy á. Hồi đó ba má anh sinh ra có buồn không? Cái gì? Chị em nhìn lại buồn lắm á, thiệt. Mặt anh sao? Ủa không nhớ mặt cái hai cậu nha. À, thôi bây giờ mình cứ nói tiếp cái liệu trình giải pháp. Cái gì đó hồi nãy tôi nói gì tôi quên rồi. Cái gì nhịn ra đầu không còn minh mẫn nữa. Chắc xám là hết rồi. Cái liệu trình giảm cân. Không lẽ uống không sao? Hả? Dạ. Uống không sao đủ sức khỏe. Dạ đúng, uống mình phải ăn chứ. Ăn. Đúng rồi, phải có ăn. Dạ. Có ăn cái gì? Thôi vợ tôi ăn cái gì? Bên công ty em là sẵn sàng cho ăn hết. Dạ, một ngày ăn thoải mái. Cứ để cho chị một tô cơm. Một tô cơm, đúng rồi, chứ phải không một tô cơm. Dạ, trong tô cơm đó mình chỉ để một hộp thôi. Đúng rồi. Mình ăn bằng mắt, mình ăn bằng mắt hay không? Mình ăn mình tưởng tượng á.
ăn mà tâm lý đó. Tâm lý, tâm lý. Thậm chí có thể mình bỏ hộp đó ra mình nhìn nó, ồ tao ăn mình rồi đấy. Mà thực sự chưa ăn. Để chi mình ốm. Mình ốm, mình ốm mình mới đẹp. Ốm mới đẹp. Chứ mặt như anh thấy ghê mà ốm nó mới đẹp. Nè nè nè. Không có thích nghe gì cái cách mà chỉ dẫn ăn uống giảm cân tầm sàm má láp ai cậu. Công ty gì nghe là thấy tầm sàm rồi. Một thành viên mà chỉ có hai nhân viên thôi. Hả? Thì tổng giám đốc. Thôi dẹp đi. Nè nè cậu đi ra khỏi nhà tôi giùm cái đi. Anh anh. Cái gì? Bây giờ vậy nè. Nếu mà anh giới thiệu người giảm cân á, em chiết khấu cho anh 50% luôn. Với lại em nói nghe, bây giờ em nói nghe, cuộc sống mà mình phải đẹp. Đúng. Mình phải đẹp cả đường người ta mới nhìn vô chóng, giống chị không? Thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Quá đẹp luôn quá. Bây giờ em nói nghe nè, anh nghe em nói nè. Anh yên tâm đi, bây giờ anh qua công ty em. Công ty em sẽ làm cho anh đẹp. Đẹp rạng ngời luôn. Làm anh em miễn phí luôn. Trong một tuần thôi. Miễn phí luôn. Trong một tuần đúng không? Đúng. Trong một tuần này, nè, tướng em bự nha. Một tuần thôi. Đó, ra giống vậy luôn. Cái gì? Cái gì? Còn sao mà người như vậy hả? Cái này là cái đầu không nào giảm được tại cái khung xương bự quá không? Còn này, nè, y luôn. Tay chân đâu? Tay á, rụng hết luôn hả? Cái này Được rồi. Cái gì mà tánh tôi là người tôi rộng lượng. Dạ. Tôi rộng rãi. Dạ. Cái gì mà miễn phí tôi thích. Dạ. Tôi thì tôi thấy tôi không cần, nghe tôi sẽ giới thiệu một người khách hàng mới cho hai cậu được không? Đúng rồi. Anh giảm cân. Quá hay rồi. Trời ơi, sẵn đó lăn xê cái công ty cậu luôn. Em đổi ơn anh luôn á thiệt. Thấy chưa? Được chiết khấu gì đó. 50%. 50%. Đó, bao nhiêu cái gì quà tặng là gửi tặng vợ tôi hết. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi được rồi. Mới thành lập có đúng khách một, giờ có khách thứ hai. Trời ơi, khách này sộp lắm. Chờ chút nha. Dạ. Bé à. Dạ. Ra đây ba biểu con. Ngon. Ê ê. Gì vậy? Vậy. Gì vậy? Ở đâu? Này á mà, ba biết con ghét nhất á, mà bị người ta làm phiền đi ăn với khi ngủ. Ba chọc ngay cái con ghét nhất rồi á. Anh ơi, em bọn em về. Chắc công ty giải thể quá. Dạ dạ. Sao giải thể? Mới vừa nói mà cần khách hàng. Đây, con gái cưng của tôi nha. Nó cần giảm cân mà chưa có cái cách nào cho nó giảm được. Hai cậu giúp nó giùm đi. Cái này giảm cân đó ba. Cái giảm cân đó con. Hai cậu này là công viên. Ủa công ty. Ai hả? Mẹ nè. Má con nó con nhận ra hả? Ốm như vậy đó. Con muốn vậy không? Lì ra trời, phải má không đâu. Ba. Má đi má cứ một tuần. Tao đẹp với ai? Má giống mặt mày mày. Trời mệt quá mình ơi mình. Tỉnh này mình đỡ. Trời ơi má. Má nói đẹp vậy má. Trời ơi má giảm cân đó con. Má giảm cân má được vậy luôn á hả? Một tuần lễ thôi. Thiệt hả má? Đây, công ty một thành viên, hai nhân viên sẽ giúp đỡ con. Thiệt hả má? Ông đúng rồi á. Em ăn quá quýt mỗi ngày luôn á. Thức ăn nhanh mỗi ngày luôn á. Mà hả? Mập quá trời mập à. Không ai cho ăn hết trơn. Bây giờ nè, anh giúp em giảm cân. Mỗi em ăn hoài mà em không mập. Em sẽ ốm như má. Đúng không má? Yeah. Hả? Không. Con tôi mới lần đu thì nó đu từ đây tới tối nó mới buông ra lần khác. Đúng rồi. Làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây là một liệu trình mới trong vấn đề chăm sóc sắc đẹp của tôi. Sau khi tôi bôi kem chống nắng, tôi sẽ ủ bao ni lông lại để cho nó thẩm thấu vào da của tôi. Nó vừa chống nắng, nó vừa dưỡng da mà nó vừa giảm cân. Ông có biết không? Tôi mệt bà luôn thiệt. Một ngày bà xài biết bao nhiêu thứ thuốc, ha? Uống bao nhiêu thứ, hoa biết bao nhiêu thứ. Bây giờ tới cái trò gì nữa đây? Chưa hết đâu. Chẳng những ở tai thôi. Ông hãy xem đây. Ủ toàn thân ông biết không? Chưa hết đâu.
Tôi cho ông coi cái này mới là một sự tiến bộ vượt qua. Ông có biết đây là gì không? Cái gì? Hũ này là hũ mũi. Hả? Mũi. Con mũi đó hả? Con mũi đấy. Đây không phải là con mũi thường, mà nó là những con mũi được đột biến gen. Thay vì nó sẽ hút máu người ta thì nó đã được chuyển hóa để nó hút mỡ. Thôi mà đi quá rồi. Tôi mua nó tới 100 ngàn một con. Ở trong đây có 100 con. Ông nghĩ đi, tôi đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức và tiền bạc tôi mới có được cơ thể ngày hôm nay. Ông cứ ngồi yên ở đó, tôi sẽ cho ông thấy cái cách tôi làm như thế nào. Trời ơi, bà đi quá rồi bà ơi. Người ta diệt mũi mà bà đi nuôi mũi. Muốn cả cái nhà này là bị xúc rét hay sao? Ông không được xúc phạm những em mũi của tôi nha. Nha. Ghê vậy. Đứng bây giờ phải đỡ vậy là em bé vậy đó. Tôi bây giờ như tiên vậy đó ông. Tiên. Cái gì? Cái dù sao bự dữ vậy? Dù. Nhìn sao mà nó cái dù. Dù này che được cái gì? Ông kéo ra tôi coi. Chưa. Cô mua cái này để làm gì vậy? Đây là một trong những cái quy trình để giảm cân. Sau khi mà tôi ủ bằng ni lông rồi thì tôi sẽ chui vô đây và tôi sẽ thả những em mũi được tinh luyện vô đây để cho nó hút mỡ của tôi. Ông hiểu không? Cái gì? Giờ ông đem hũ mũi đó qua đây cho tôi. Mà chui vô đây. Thả mũi ra. Đừng làm cho mấy em tổn thương. Đúng, nâng niu, chiều chuộng nhỏ nhẹ. Ngoan nha, vô đây hút mỡ của chị nha. Nha, chị thương. Vô đây, thả vô đây. Mày nó nói gì? Nó có nói chuyện. Nói gì vậy? Nói chờ chút. Ông tào lao quá. Tập hợp lại. Nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng thôi. Ừ. Vô chơi với chị nha. Tôi có sẵn mấy thức ăn nhanh rồi đó. Ông muốn ăn gì, ông ăn, muốn làm gì làm được. Trời, làm phiền tôi chưa? Trời ơi, ăn nhanh nữa. Rồi. À, bà vợ tôi càng ngày mà càng điên rồi. Trời ơi, chết rồi bà ơi. Bà xịt cái gì? Trời ơi, con bé nó đi đâu rồi? Đồ đã trong phòng tôi không thấy nó đâu, chắc nó bỏ nhà đi quá. Cái gì giờ lúc này? Mẹ. Con. Cái gì vậy? Tại sao? Ai? Ai móc mắt con? Con còn thấy đường không? Dạ còn. Rồi hết rồi. Mẹ ơi, anh giao hàng thức ăn, nhanh đó. Nó làm cái gì? Nó làm cái gì con? Anh không làm gì con hả? Trời ơi, nó làm cái gì sao mà làm tới hết hồn vậy? Tại anh không có làm gì con biết tức. Trời ơi. Con thử nghĩ đi, anh giao hàng thức ăn nhanh. Mà con thích ảnh đúng không? Thì ngày nào con muốn ăn, con cũng ăn quá trời luôn. Con ăn giùm ảnh. Ngày nha, con order 10 cái burger phô mai luôn. Hả? Mấy chục cái đùi gà luôn. Con ăn muốn chết luôn vậy.
Con ăn càng ngày càng mập ra. Rồi giờ anh nói là không có thích con. Anh nghĩ sao á? Cái mặt con mà nghĩ thì mặt con tròn vo đâu có xệ như ba đâu. Nói mặt con như cái mầm. Rồi ba nghĩ thôi, bắp chân con à, hơn bắp chân ba con chút chứ nhiều, gấp đôi chứ nhiều đâu. Nghĩ sao nói chân con như cái lù. Cái tướng con cùng lắm gấp ba lần ba à. Nghĩ sao chê, chê con béo phì. Con tức quá à. Con mà giảm cân được như má đi rồi hả, má không cua con không chịu không. Má đâu rồi ba? Đừng rồi, ba đã nói rồi, đừng có nghe lời cái thằng đó mà có cái ham tới mua đồ ăn cho nó làm cái gì không biết nữa. Mà má đâu rồi, con muốn má. Được rồi, má. Má, má con bây giờ đang ở cái chỗ mà con không thể kiếm được. Má đang ở chỗ nào? Con gái à. Con nghe tiếng má mà má. Con không có cái gì mà hốt hoảng hết. Ở đời người ta nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Muốn giảm cân đúng không? Vô đây với má. Vô đây. Má sợ. Vô đây con. Vô đây. Dám chui ra đâu? Má làm gì vậy má? Cái đó là cái kỹ thuật giảm cân của bà đó. Hỏi bà đi, đừng có hỏi ba. Vô đây. Vô đây. Má. Vô đây với má, má. Con sẽ được hút mỡ tự nhiên. Vô đây. Vô đi. Chứ mày ôm cẳng tao hồi nó gạch tao gãy cẳng. Không thiệt đó má. Vô đi, muốn ốm thì vô theo bà đi. Vô đây. Nè, má bây giờ khoan nha. Bây giờ má mở ra là mũi nó sẽ chui ra. Cho nên là má làm thiệt nhanh là 1 2 3 lần hả con phải chui vô liền nghe không? Dạ. Con phải làm sao cho thật gọn nghe không? Dạ. Gọn nhất có thể nghe không? Dạ. Mà má nghi ngờ chắc con không gọn được rồi. Má đếm nha. Dạ. 1 2 3 chui vô. Trời đất ơi. Trời cái gì vậy má? Im lặng, im lặng chứ không thôi thần mũi sẽ nổi giận. Im không? Lặng con sẽ ngồi như má vậy nè. Muốn đẹp là phải chịu đựng, hy sinh. Con có biết không? Con hãy ngồi im. Nãy giờ má chỉ mở cho khoảng 4-5 con mũi nó chui ra thôi. Bây giờ má sẽ tăng cường, má sẽ mở hết công suất. 100 con mũi nó sẽ chui ra và sẽ hút mỡ của hai mẹ con ta. Chỉ trong chốc lát thôi, con sẽ có được một thân hình thật là gọn gàng. Thiệt không má? Ngồi im. Chàng tình thương ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, muốn gần đuổi nhau mất rồi, ta tự là hết người ơi. Quyền phải không? Hảo phải không? It's me. Cười lên một tiếng coi. Đúng rồi,
mấy chục năm nay mà nụ cười làm chim sẻ bay tán loạn ở các khung trường. Nào, nụ cười này. Nào, Thảo, quay một vòng thử coi. Rồi, móc té. Té. Trời ơi, một cái kiểu mà quay một vòng té móc ngược, không ai có. Mấy chục năm nay rồi bây giờ mới gặp lại nè. Nhìn đi, trời ơi, Phương nó nở quá trời. Trường nào cũng vậy, mùa hè tới Phương nở là cái trường vắng que. Chính vì vậy cho nên là mới có một bài thơ để tặng cho Hảo đó. Hảo nhớ không? Nhớ chứ. Buổi sáng trời nắng chang chang, em đứng chờ anh. Buổi trưa trời cũng nắng chang chang, em đứng chờ anh. Buổi tối trời cũng nắng chang chang, em cũng đứng chờ anh. Nhớ bài thơ đó không? Nhớ. Bài thơ lãng nhách. Tôi tưởng tượng ra người viết bốn câu thơ đó. Có câu đâu bông toàn ten tên là Quyền Thị Hảo. Sao lại là Quyền Thị Hảo? Đó là bút danh. Lấy tên tôi để gắn vô để mà viết cái bài thơ đó. Ôi, bao nhiêu năm nay mà Hảo vẫn còn nhớ. Nè. Dạ. Tại sao tốt nghiệp tôi tính tiến tới cái đội bông toàn ten đó, tại sao toàn ten lại bỏ lại một chiếc và đi mất tích luôn? Bởi vì cha mẹ em bắt em phải kết hôn với một người xa lạ. Lòng em tan nát, trái tim của em nứt ra vỡ òa vì thương nhớ anh. Nhân phận làm con, áo mặc sao qua khỏi đầu, em phải chấp nhận cúi đầu, nghe theo lời cha mẹ bước lên xe hoa. Còn anh, lý do gì sao em đã chờ đợi anh? Nói rằng chỉ cần anh một phút thôi, một phút thôi để gặp mặt trước khi là bước lên xe hoa về nhà chồng, mà chờ từ năm này năm nọ qua năm kia. Thôi nín đi. Nói nữa hả Quyền? Ngày em lên xe hoa, anh nhớ pháo nổ y đùng, chắc pháo văng tung tét trên mặt đường. Anh đứng bên kia đường, anh nhìn thấy em mặc xe ri bước lên xe xích lô về nhà chồng. Anh ước mơ của một ngày nào đó có một phép màu hiện đến với anh. Cái phép màu đó là gì không? Phép màu gì? Một ngày đẹp trời, thằng chồng của em bị lị cà ché sôi đồm nó chết, anh sống vô thế chỗ nó. Vậy, tôi vẫn sống với em hạnh phúc. Anh tức quá, anh muốn cầm vũ khí tiến tới nhà nó, em rút kiếm ra. Tại sao nhà ngươi lại cướp người yêu của ta? Nhưng mà tất cả không phải là như vậy, nó chỉ diễn ra trong giấc mơ thôi. Cuối cùng tôi cũng về, tôi lấy vợ, tôi sinh con đẻ cái. Bây giờ vợ tôi cũng đi bán muối. Quyền. Dạ. Giờ chúng ta đã ở không, không còn ai vương bận. Thôi mới già rồi mới rồi làm bạn già thôi chứ. Ôi già khóc thùng thiết rồi làm gì nữa. Ông ơi thôi đi, ngồi đi chơi nói chuyện thế nè. Kể chuyện đời xưa đời nay cho ông nghe. Chuyện gì? Bao nhiêu năm tụi mình gặp nhau biết bao nhiêu chuyện để nói. Đó. Anh ơi. Hả? Ra đây. Đi em, đi em, vào đây, vào đây ơi. Vắng nè, vắng nè, vắng nè. Ngồi đi em, ngồi đi em. Nhìn em ngồi nha. Em ngồi đi. Để nhìn coi, anh nhìn coi. Ê, vắng nè, vắng nè, vắng nè. Vắng đâu vắng, bên kia hai người vắng cái gì. Hai ông bà già rồi, mắt mắt mũi gì mờ căm hết trơn rồi. Đúng nhìn rồi mình. Mắt mờ lắm, không có thấy gì hết trơn á. Bà, sao phá đá. Kệ đi, kệ đi, mặc kệ người ta đi. Không sao. Em hả? Chỗ này hôm nay gió mát quá, có cái bụi cây này không ấy. Mình mừng đêm. Mừng luôn hả? Mừng đêm.
Không có gì kỳ hết trơn á. Em mắc cỡ quá à. Có bụi cây che rồi. Vậy mừng luôn hả? Mừng luôn hả? Trời ơi, em bạo lực vậy luôn hả? Em thích coi phim bạo lực lắm. Trời ơi, thiệt á, anh thích vậy luôn á, anh bạo lực vậy lắm. Em mắc cỡ quá. Mắc cỡ thì em lấy cái vạt áo dài che lại đi. Anh ơi. Hả? Nhưng mà em thấy hình như nó chưa có bạo lắm. Mình nâng level lên nữa. Cái đồ em mạnh vậy luôn hả? Từ từ để anh lấy cái ba lô anh che lại bớt rồi đó. Bất công lắm. Cứ mấy cái gì mà đồ cao thường phải che bớt lại không à. Trời ơi. Trời ơi, ngất trên Trần Quốc luôn em ơi. Anh ơi. Hả? Nãy giờ là em kèo trên không à? Không mấy bây giờ mình lật kèo đi. Lật kèo luôn em, trời ơi, anh kèo gì bây giờ ta? Thôi bây giờ khoan, nãy giờ bên kia để ý quá, mình không mấy, mình từ từ kiềm chế lại em. Chứ mình mừng một cái nữa bên kia là hồi là chú đứng, hồi đến cô đứng, hai người đứng luôn kỳ lắm. Em bây giờ không mấy là mình lấy điện thoại ra mình check in đi. À, mình chụp hình phải không? Đúng rồi, mình câu like. Ủa anh ơi, mình câu like hả? Vậy mình cởi đi. Không được, mình phải cởi nhiều lên. Mình phải xé luôn. Ờ vậy hả? Vậy thôi bây giờ mình bây xé giờ, nhau đi. Bây giờ cái tích là em quýnh anh lột đồ ra cửa hôn anh giữa trời. Cái gì nó phải bạo, nó phải lật kèo vậy nó ghê. Cởi luôn hả? Cởi. Trời đất ơi, bây giờ không thể nào mà ngồi đây mà coi được nữa. Đây nè, mấy cháu đang ở trong một cái không gian là trường học. Hoa phượng thì nở đỏ ha. Cái nơi đây là cái không gian giáo dục. Mấy cháu có muốn bày tỏ tình cảm của mình thì cũng phải làm sao cho nó có văn hóa. Chứ mấy cháu mần cái kiểu này ha. Hai bác ở bển cảm thấy khó chịu mà bị xúc phạm. Cho tôi được nói nha. Hồi xưa đó ha, mà đứng ở bên đây giọng mồng tơi, bên kia đứng giọng mồng tơi, nhìn nhau là đã vượt quá gia phong lễ giáo. Nắm tay nhau một cái là coi như là đã bị người ta nói là thất thân ha. Còn nói cái tiếng yêu nhau á, con gái mà chủ động vậy à, ta nói là con gái hư thân mất nết. Sao mà thời nay con gái muốn làm gì cũng được. Trời ơi, tôi không thể tưởng được bây giờ có người già ngồi đây mà nó nói chuyện giống như ở trong phòng của nó, trong nhà của nó không có người là sao, đạo đức để ở đâu? Thôi để giải quyết cho. Hả? Dạ, con biết rồi. Hai ông bà ngồi đi, tụi con bớt. Dạ. Nè, mình đàn ông con trai, mình cũng phải giữ cái tư cách của mình với bạn gái của mình. Dạ. Sổ sàng. Bày tỏ tình cảm không có đúng nơi đúng chỗ, người này người kia nhìn thấy người ta nói mất dạy đó nha con. Dạ, cảm ơn bà. Anh chụp hình đi, đừng quan tâm nữa, mệt hang mà già đó. Không em em hôn anh em bây giờ chụp xong rồi mình phải đăng Facebook. Đúng rồi, anh vẫn nghĩ ra cái tiêu đề gì mới là hấp dẫn nè. Thôi em lần cuối. Thôi, hôm nay lần cuối như hai đứa tự sát vậy em. À quên. Mình phải tiêu đề nó đặc biệt hơn. Nụ hôn vào ngày mới nhú lên cao. Cái gì nhú lên cao? Cái gì mà nó cái gì mà nó có gì đó mà nó gợi hình tượng là nó thích lắm, like nhiều lắm. Ê khoan đi anh nghĩ lại ơi, đừng có bot. Sao vậy? Dạo này trẻ trâu nhiều lắm. Lên mà tụi nó comment, tụi nó nói rùm xùm lắm. Mình phải đăng chứ để người ta biết là mình yêu nhau. Để mấy con nhỏ trong trường mình biết là anh là bạn trai của em. Để không có nhảy vô nó giật. Em nói thiệt nha, con nào mà nhảy vô giật người yêu của em mà giật anh ra khỏi em hả? Em quýnh nó liền. Mà lúc em quýnh nó là em kêu mấy bạn đứng xung quanh nha, quay phim nha, đăng lên nha. Đăng lên mạng nha, em nổi tiếng luôn. Lên luôn. Vậy luôn hả? Chứ sao? Ủa em tính đường xa luôn á. Chứ sao? Nói vậy thôi, ở đây lấy anh ngồi để nghe. Con nữa kìa chú. Con trai. Cái gì phiền quá vậy? Dạ. Đây. Dạ sao bác? Giờ ông nói cho con nghe nha không? Dạ. Con cũng còn trẻ. Dạ. Chọn người yêu thì cũng phải chọn người tử tế. Chứ còn thấy cái cô này không dữ quá, trời nó cơ cái gì mà đòi quánh người ta nữa là sao? Dạ không, cậu nói giỡn hả? Dạ, không sao gì ông ơi. Quánh ghen hả? Dạ không có. Trời ơi. Giỡn cái gì mà giỡn? Tôi thấy mặt mày của mắt long lên sòng sòng. Cái ngữ này mà về nó nuốt luôn nhà chồng nó ngay sống mà. Ờ.
tội hiểm. Con thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi với bà rồi. Nè, đụng vô cái này là chết đó nha. Đây là hàng cổ đó nha. Trời đất ơi, nói kỹ nữa kìa. Ôi, già rồi. Em nhìn. Đúng rồi, già rồi, lâu lâu bị lú. Nào, nào không, không. Bây giờ anh muốn em bớt giận không? Nè, 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 nè. Ê, hồi nãy nhắc mới nhớ. Em có nhận được cái tin nhắn anh gửi không? Có, em tưởng anh quên sinh nhật em luôn rồi chứ. Sao mà quên được. Anh đã cất công lặn lội nghĩ ra cái món quà này cho em nè. Gì vậy? Mở ra đi, mở ra đi. Em mở nha. Mở đi em, mở thoải mái em. Trời. Mở, 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 mở. Tới bữa nay sinh nhật còn đi tặng thiệp. Sến quá. À, cái ngoại hình bên ngoài nó không có bằng cái nội thất bên trong em. Nội thất bên trong chắc cũng cái nội thất bên trong nó đặc biệt lắm. Em mở đi, hú ha hai ba. Cũng viết mấy chữ sinh nhật em vui vẻ đồ. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Anh ơi. Sao sao? Cái tấm thiệp nhỏ nhỏ mà cái ở trong nó to lắm em. Cái ngoại hình không đánh giá, cái bề ngoài là cái cục bên trong bự lắm em, phải không? Anh ơi, vậy bây giờ em lấy cái ruột em trả lại cái thiệp. Vậy luôn hả? Vậy là có tiền cho anh ơi, dễ thương quá. Em thưởng anh nha, Ê, nó nữa. Gì? Hôm nay nè, ba anh đi công tác rồi. Ờ. Sinh nhật em nữa, anh mới tậu được cái xe nhà ba anh, mới lấy chìa khóa xong. Hả? Chiếc BM mới nhất. Vậy biết xin, không được. Ủa sao tới giờ vô học rồi chưa? Trời đất ơi, tới cái đường ngữ đây là tôi không chịu nổi nữa rồi. Ông đừng có cản tôi để tôi qua nè, tôi xuống cái thằng nhỏ này. Con nghĩ làm sao cha mẹ nuôi con. Tên nó chưa kịp trả hiếu ngày nào mà trăng da dài tóc cỡ này nó ăn cắp của cha của mẹ nó. Mà nó đem đi cho gái là sao tao biết vậy? Hồi xưa tao cứ đẻ ra xong là trẻ cho tao đẻ trứng là tao luộc tao ăn, chứ tao không có đẻ ra cái ngữ này. Chưa báo hiếu được ngày nào mà nó đã báo cha báo mẹ. Trời ơi trời, cũng không chịu nổi nữa rồi. Ông già, ông già, hồi nãy giờ chuyện của hai đứa tôi có liên quan gì tới ông bà không hả? Hai ông bà nhảy vô chửi như số xả như gà số mỡ vậy hả? Đâu có liên quan tới mình. Hai người già rồi có chuyện gì làm thì về nhà dạy con dạy cháu đi ha. Tụi tôi không cần ai dạy hết nha. Đúng rồi em ơi. Già rồi, già gớm, bỏ đi bỏ đi. Kệ hai ông bà đi, mình đi. Nó mắng em rồi. Cục cân, cục cân, cục cân. Cục cân. Nghe nè, nghe nè, để anh nè. Tôi nói cho cái cô kia. Cô mà đứng vô trong mấy cái hàng thượng này là cô tiệp màu luôn đó. Bởi vì cáo của cô cũng vậy ha. Liên quan gì? Nè, tôi tưởng cô á là một cái người đàng hoàng, tử tế, đạo đức, nho nhã, văn hóa, ai có gì. Nhìn thấy cái thái độ cô cầm tấm thiệp, cô mở ra thấy tấm thiệp, thiệp không, cô không nhận. Nhưng mà trong đó có tiền, cô mặt sáng rỡ lên. Nè, sao mà nặng vật chất dữ vậy? Hả? Nói thiệt, hồi xưa hai đứa tụi tôi yêu nhau nè, tặng cái gì với nhau? Một cánh hoa phượng ép thành con bướm bướm, tặng nhau cũng mừng cũng vui rồi. Ngoại ơi, đó là sớm chuyện cách đây mấy chục năm rồi ngoại ơi. Đúng rồi ngoại ơi, bây giờ ngoại thấy con yêu nhau chẳng lẽ đứng nhìn không vậy, lấy cặp gì ăn. Nè, còn tụi tôi với hồi xưa đi đâu hẹn hò nhau đi xe đạp chở nhau trên chiếc xe đoàn giống vậy mà thấy hạnh phúc. Còn bây giờ mấy người đi xe hơi BM nữa bác. BM đúp đàng hoàng. Ngoại biết ơi, ngoại ơi, ngoại biết sao ngoại? Tại sao tụi con phải đi xe hơi? Tại vì gia đình tụi con không có gì ngoài có điều kiện. Chuẩn cơm mẹ nấu. Yeah. Có điều kiện nhưng mà điều kiện đó là của cha của mẹ. Còn mấy người còn đi học tiền đâu, mấy người có sắm xe sắm cộ rồi đi chơi rồi tiền đâu mà tặng tiền lớn như vậy hả? Thôi không nói, lại hai bác đi chỗ khác chơi. Ê, em hôm nay là đi học đúng không? Cúp tiết cho anh. Sinh nhật của em chơi tới cúp của lấy xe ra Vũng Tàu. Khách sạn, khách sạn, khách sạn luôn. Gái còn lứa gì mà nghe tới hai tiếng khách sạn là nhảy cứng lên giống như ngựa xúc chuồng. Trời ơi, hết nói nổi mấy đứa trẻ này rồi. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều nữa. Mấy cái đứa này là hết thuốc chữa rồi. Nó học trường này đúng không? Mình lên mình tìm cách liên lạc báo với nhà trường. Nhà trường liên hệ với cha mẹ nó, dắt nó về đi dạy dỗ nó. Như vậy là cái tuổi trẻ này nó băng hoại lắm rồi. Đi thôi đừng có nói nhiều nữa ông ơi. Chưa rồi. Buông ra, nó rủ tôi đi khách sạn luôn hả? Trời
có nói ngược không? Ngoại, hai bác nghe giải thích nè. Nãy giờ là tụi con đóng kịch thôi. Tại dạ. Sắp tới tới trường tụi con tổ chức cái hội thi văn nghệ. Tụi con có một cái tiết mục kịch. Dạ. Là phản ánh mấy cái mà hiện thực bây giờ của giới trẻ này, như là đi khách sạn rồi cúp cua xong rồi Facebook xong rồi quýnh nhau á. Dạ. Là nãy giờ tập hết á. Đúng rồi, hai đứa con tập kịch thôi à. Đến lúc mà nghe hai ngoại chửi cái tụi con vui lắm, bởi vì mình là thành công. Tiết mục chắc chắn thành công rồi. Tiết mục